Hello, chào công an. Chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Sao hôm nay mới quyết định quay ý tưởng gì cho mọi người xem nè? Ủa, anh biết ý tưởng hả anh Phúc? Trời ơi, ý tưởng thì anh có đầy, nhưng mà lâu lâu anh cũng phải để cho mấy đứa thoải mái tự nhiên đưa ra ý tưởng. Chứ mà nép mấy đứa quá, không mấy đứa cho anh là tạo cho mấy đứa sự gò bó, đúng không? Em có ý tưởng này nè anh Phúc. Cái gì cơ? Ở gần nhà em á, người ta mới xuống chạy dịch, hay là mình làm 24 giờ chung dịch đi. Mình nghĩ sao vậy ghẻ? Mày ra chung dịch mà làm 24 giờ sao chịu nổi? Sao không nổi? Thúi muốn chết. Vậy sao ông chăn dịch chịu nổi mày? Thì người ta làm ngành nghề đó, người ta quen rồi, đúng không Thành? Ừ. Với lại bày dịch của người ta bắt buộc người ta phải ở đó rồi, chứ chẳng lẽ người ta bỏ đi ông nội? Anh Phúc. Sao? Hay là giờ mình kiếm cái nhà hoang nào đó, mình vô đó mình review đi anh Phúc. Này, mày nghĩ sao hả? Mày review á là mày phải kiếm phong cảnh đẹp nè, chỗ đẹp nè mày review. Còn chỗ nhà hoang đó mày vô đó review gì? Đúng rồi, cũng hợp lý đó. Thôi, làm 24 giờ ở chung dịch đi anh Phúc ơi. Sẵn ở đó có dịch tối mấy anh em mình làm sương sương luôn, đúng nhá? Đúng rồi, tao thấy cái này được nè. Thôi, review đi anh Phú ơi. Em với anh Thành mới phát hiện cái bệnh viện bỏ hoang này nè. Bự lắm anh Phú ơi. Ra chỗ săn dịch cũng chạy đi. Thôi, review đi. Tao thấy thật nó đúng nè, nghe ra ngoài có đồ ăn sẵn luôn. Ôi mày ơi, nghe ngoài vô lắm. Review cái bệnh viện bỏ hoang của tao kịch tính hơn. Thôi, bệnh viện bỏ hoang lỡ trọng qua cái dịch được không trọng sao không được đâu. Nghe ngoài hồi lắm. Dịch đi. Dịch đi. Thôi, review chung dịch. Anh nhờ mấy đứa đưa ra ý kiến thôi mà anh thấy nó nhức não rồi nữa. Bây giờ để chiều theo ý của hai đứa nè. Đứa thì đòi 24 giờ đúng không? Đứa thì đòi đi ra ngoài mấy cái nhà hoang để review đúng không? Thôi bây giờ mình kết hợp mỗi đứa chút được không? Tại sao anh Phúc? Là 24 giờ của thằng ghẻ mình sẽ lấy phần đầu à. Làm thử thách 24 giờ cấp dạy à. Ok. Còn cái phần đích, à phần đuôi. Phần đuôi là cũng quà là nhà hoang. Bây giờ mình kết hợp lại là thử thách 24 giờ cấp gia nhà hoàng, hợp lý không? Ừ. Hợp lý không? Đúng rồi anh Phú. À, anh Phú. Đâu rồi mình cũng chưa cấm chạy nhà hoàng nữa. Đúng rồi, mấy bạn còn nhiều đó. Anh thêm bình dân cao cấp được không? Được hết. Dạ. Hình như là bình dân cao cấp được yêu cầu nhiều đúng không? Dạ đúng rồi anh Phú. Trời ơi luôn, nhờ các bạn không để các bạn chờ lâu nữa. Đi chuẩn bị ha. Dạ. Let's go. Mấy nay mình tới vị trí cấm chạy này nha các bạn. Đó, khu vực bên trong kia. Anh Phú. Gì? Anh nhận tới chỗ này thiệt luôn hả? Chứ sao? Anh em mình đã cắt máu ăn thề rồi mà. Thề gì? Là không bao giờ tới đây, chỗ này không được cho cổ mình vô. Trời ơi, cái gì anh, chỗ này kỷ niệm của mấy anh em mình mà. Anh nghĩ cái gì, anh em mình đâu có, đã thề không tới đây nữa mà. Rồi Thanh Ninh nhát ma, đừng, nói chung là Thanh Ninh sợ ma, đừng nói chuyện với anh. Anh Phú, bộ đây có người treo cổ thiệt hả? Ủa chứ anh có nói giỡn nữa trời. Anh, cái lúc chú nói treo cổ bao lâu anh? Thì cưng cứ tính cái thời điểm mà clip mà mấy anh em mình cấp dạy đến nay cộng thêm vài ngày nữa. 3 năm mấy ngày đó anh Phú. Đúng rồi, tầm 3 năm mấy ngày đó. Mấy nay mình quay lại cái nơi mà kỷ niệm mà mấy nay mình cắm trại xong, sau đó xảy ra một cái biến cố rất là lớn ở đây, đó là có một người treo cổ ở đây nha các bạn. Và ngày hôm nay mấy nay mình sẽ quay lại. Ổn không anh Vũ? Ổn, vô đi, trời ơi mấy này nhát quá, vô đi. Để ý kỹ dưới chân đi nha mấy đứa, rắn rít không đó. Nên né mấy bụi cây ra nha. Hỏi mấy đứa tranh thủ vô đi. Thôi khỏi luôn đi. Dạ. Anh nghĩ sao anh ngủ tụi em vô mà anh kêu mấy em vô trước. Vô đi trời, anh đứng đây chứ anh có chạy đâu mà lo. Anh vô trước đi. Đi trước đi. Ôi trời. Ủa mà Hảo, anh hỏi cái này cơ. Dạ. Cái cây xoài ở đâu ta? À cái cây xoài đó anh Vũ. Bữa cái đợt mà bị cái đó đó xong cái người ta đốn, người ta đốt luôn anh Vũ. Đốt cây xoài đốn luôn hả? Dạ. Mau gành chứ hả? Trời ơi anh ở đây mà cưng. Có phải cái lưu đằng đó, cái lưu đó là cái vị trí mà chú đứng không? Đúng rồi anh Phú. Biết gì không? Cái lưu đó là chú đứng trên đó là chú đạp đổ cái lưu á, chú thách cổ đó. Đừng kể lên mà em đi tiểu không nổi luôn. Dựng cái lưu lên. Hả? Cái lưu đó thì người ta dựng lại hiện trường á, người ta dựng lại lên tới giờ nó còn phải nằm vậy luôn á hả? Dạ. Tính ra là 3 năm mấy này không thay đổi luôn trời. Phải không anh Phú? Hay là cái lưu đó tự dựng lên anh Phú? Phải không? Bây giờ anh hỏi mấy đứa nè. Có muốn cắm trại đây không? Mày sao đừng vô ơi. Cắm. Anh không vô rồi anh đủ. Vô rồi mấy này nhát thì chứ trời. Vô. Tức kìa. Ê tính ra mấy đứa đâu có sợ đâu. Đúng không? Hù không sợ. Mà nhạy mà sợ gì đâu. Chứ gì cho anh hù ai đâu sợ anh Phúc. Anh nhớ chỗ này không Thành? Nhớ chứ sao anh nhớ anh Phú. Em gái xin đồ các kiểu là anh Phú. Đợt đó mấy đứa này còn nhỏ xíu à. Nguyên với anh lúc đó đâu đã gia nhập team đâu. Bây giờ tính ra ở đây thay đổi đâu nhiều nhỉ ha. Cái vị trí này là mấy năm mình tập kết ăn uống rồi nhớ không? À, có cái chỗ này thì nó hơi sai xíu là mất cái cây xoài rồi các bạn. Đốt lại vị trí này không anh Phú? Đốt cái gốc luôn vậy. Vị trí này nặng hay
Ừ, đây này, đâu rồi, đặng. Đây, nhắc lại chuyện cũ xíu các bạn. Thì cái vị trí mà nhà né né đó nhỉ? Đó, cái vị trí này là các bạn thấy cái lù rồi, Hảo né Hảo ơi. Chỗ đó là đẳng cấp, đứng lên đó hái trái xoài đó các bạn, rụng vô đầu mấy anh em đó. Đợi thanh niên này với nghe ấn tới già này. Góc trà nữa luôn. Bỏ, dưới thanh. Đi ra đây, cưng. Mình lịch sự xíu ha. Biết là 3 năm là khoảng thời gian cũng khá là lâu dài, nhưng mà tới đâu tới mấy anh em mình cũng phải đàng hoàng tử tế lịch sự, xin phép nha các bạn. Thì hồi nãy trước khi vô thì mình cũng đã cho bên cái anh Caramel ảnh lại đằng kia ảnh thắp nhang cung kiến xin khấn hết rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mấy đứa ở đây thoải mái hoạt động nhưng mà đừng quấy rối quá mức, ok? Dạ. Được không? Được. Được thì bắt đầu mình tiến hành cắm trại thôi các bạn. Chuyển. Trước tiên mấy anh em mình sẽ lắc xí ngầu và chia đội nha các bạn. Caramel lui lui rồi chừng chúng cái lưu cho anh Caramel. Sao mà tới lúc này sao nó không sợ chứ ta. Sao giờ thấy mấy đứa này sao thấy nó lặng lặng sợ anh rồi. Em sợ lắm bạn Phú ơi. Quá mày thay chua tụng đi, tụng đi. Em sợ vô bình dân quá. Rồi chắc thôi. Đi linh lắm nghe. Thôi lắc đi Phú ơi, đừng kể nữa luôn. Bây giờ như vậy, sẽ lắc chia hai đội trước. Số lớn theo số lớn, số nhỏ theo số nhỏ. Ok. Ok. Rồi sau đó mình sẽ chơi một trò chơi để hai đội, đội nào thắng thì đội đó sẽ là đội cao cấp, hiểu chưa? Còn đội thua là đội này đội mới hạnh phúc. Này đội mới đó chính là không phải lắc xí ngầu thì kiểu bình dân cao cấp nữa các bạn, mà lắc xí ngầu chia đội trước. Rồi bắt đầu mình chơi trò chơi làm thử thách gì đó, đội nào thắng thì là đội cao cấp. Ok. Ok. Rồi lắc chia đội trước đi. Lớn theo lớn đúng không? Lớn theo lớn, nhỏ theo nhỏ. Rồi. Ba nút. Tiếp theo em. Không sao. Lắc luôn. Lắc luôn đi. Lắc trong đầu nhớ giá xíu. 5 nút. 5 nút nha các bạn. Đội nguy cơ em chung với Ngân rồi. Quá. Quá. 5 nút. Đó, thấy chưa? 2 nút nha. Tiếp theo. Nhớ nút của mình nha. Dạ. 1 nút. Không, chưa phải là mình cho cô cấp cơ. 2, 3. Đúng rồi đây rồi. Mình lắc nhẹ thôi, không gà lắc mạnh quá. Không ấy mình lắc nhanh xíu đi chứ để anh em đợi chờ đợi đang nôn nao kìa. Ba nút. Rồi nguy cơ bốn người này. Thôi lên cứ thẳng luôn đi. Đừng đi, đỡ mất thời gian. Nó còn số nhỏ có nghĩa là lên ba nút là bỏ rồi đúng không? Thì vậy á. Một nút rồi. Rồi. Ủa em số ba. Ai chưa lắc? Em. Thôi xin lỗi em. Em hiền quá, em lắc giùm anh cái. Nào một cái khóc luôn nè. Sáu nút. Phải chi bình dân cao cấp ngon rồi ha. Sáu nút là lên bậy. Ghê. Ba nút. Ba người. Rồi bây giờ hiện tại ở đây có những người nào một nút hai nút đâu? Đứng đây giùm anh. Ở đây chúng ta có hai người một nút và một người hai nút, thì đồng nghĩa với việc là ba đứa chắc chắn sẽ chung đội với nhau đó. Bây giờ ở đây còn ba người ba nút đúng không? Dạ. Ba người nào? Rồi mời em ba em qua đây. Bây giờ nè, quánh đồ thầy. Ai thua người đó về đội số nhỏ. Được chưa? Dạ rồi. Okay. 1 2 3. Quay. 3. Hai đứa thua. Vậy là cưng bên số lớn rồi đó. Bây giờ ai thua về số bên kia. Số okay, nhỏ. Tô Si. Ô Si. Rồi xong, mời em về bên kia. Đặt có phải à, đặt có phải à. Tôi vui. Được chưa? Rồi bước vào thử thách để chọn đội cho mình. Bước vào thử thách để chọn cao cấp hay bình dân nè. Vô. Luật chơi của chúng ta như sau. Mỗi đội sẽ có một cây nến trên tay và đốt ngọn lửa trên tay. Từ vị trí vạch xuất phát đến vạch đích, đồng đội của mình mang nến về cho đội của mình. Được chưa? Mà phải ngọn lửa còn cháy trên tay nha. Và bắt đầu đồng đội của mình phải mang từ cái vạch đích đó chạy về vạch xuất phát. Và làm sao cứ luân chuyển như vậy cho đến người cuối cùng mang ngọn nến về được vạch xuất phát mà không bị tắt và về sớm nhất, được chưa? Rồi. Thì đội đó sẽ là đội thắng cuộc và sẽ được chọn theo kiểu cao cấp ngày hôm nay. Ok chưa? Ok. Hiểu được chưa? Được rồi. Rồi chơi luôn nha các bạn, không để các bạn chơi lâu nữa. Đốt lửa lên, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Gió quá đã. Bên nào không vậy? Lửa cháy rồi anh mới cho chơi. Hơi gió thì phải. Cháy rồi đây em. Chưa. Sẵn sàng chưa? Sát vô. Sẵn sàng chưa? Được rồi. Nhớ là lúc mà truyền nến thì cũng phải truyền cam cho người kia đi theo quay nha. Bỏ chân ra, lùi về và rút đồng hoàng.
Bạn ơi chạy theo chị Cam. Chuẩn bị bắt đầu. Cẩn thận, chị được quyền tắt 3 lần thôi. Tao làm thế nào? Trời ơi, tắt là không được nha. Chụp lại, chụp lại sao? Chụp, chụp hết trước mặt em á. Đúng rồi. Quay lại, quay người lại, quay người lại nào, quay người quay vậy nào. Coi chân, coi chân tắt, coi chân tắt. Đừng quay đâu nhá, đừng quay đâu nhá. Rồi, lui về, lui về đâu tiếp. Một lần, một lần. Che lại, che lại. Nói nhiều, nói nhiều. Chồng, 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 chồng. Che lại, che lại. Ok. Ủa, thành ơi. Mày cút. Đây đây, tao đi gọi cho tao quay cho. Rồi. Rồi đây rồi, để quay cho. Rồi, rồi rồi rồi. Làm cái áo từ lên. Từ thôi. Không che giùm nha. Che cao lên. Đất là phải về vị trí bắt đầu, đốt ngựa rồi bắt đầu nha. Lên, che lên. Che lên. Rồi, từ đầu lên. Rồi, tắt về vị trí. Về vị trí. Về vị trí. Đốt lại. Đốt lại. Lên đâu đâu cho mấy em nữa. Bên kia còn một lần. Bên kia bên kia. Bên kia. Bên kia. Bên kia. Quay ngược cái đó chứ. Quay qua, quay qua. Dừng chạy luôn cái áo nha. Cửa lên. Chúng ta để chương trình trước mà bây giờ cuối cùng ba thằng kẹ luôn rồi. Đi đẩy kẹ. Đi ngược bên đâu. Xa xa ra sau này. Rồi, đi về. Đi về. Tôi đốt đi, tôi đốt đi. Luôn luôn nữa. Đốt cái tao nhanh. Có chiêu lẹ. Trời ơi. Đốt rồi, đừng có để tắt lại ơi. Hay quá. Đốt của nhà ngáo lúc đầu là tụt. Nhưng mà cuối cùng bây giờ tăng tốc lên vượt luôn này nha các bạn. Quay 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 quay. Không quay nữa. Hay lắm nhà ơi, cứu anh em lượt cuối cùng nhà ơi. Cứ chừng nha. Cuối cùng. Đừng có chừng. Đừng có chừng. Đừng có chừng. Đừng có chừng. Đừng có mấy lượt rồi? Ba lượt rồi. Bữa nãy hả? Nhưng qua đây là một lượt. Rồi, bên em ba lượt rồi, đúng rồi. Tay cái. Em lỡ bùng nước miếng chín vô, tăng luôn. Trời ơi. Ok, chúng ta hai lần đúng không? Đúng rồi. Rồi, qua đây, qua đây. Xong, kết thúc thử thách nha các bạn. Kết thúc thử thách thì đội thua của ngày hôm nay là đội của nhà ngáo. Và kết quả có này nha các bạn, đội cao cấp ngày hôm nay của chúng ta đó chính là đội Thành Lát, Đẳng Cấp, Hòa Thương và Ngân. Yeah. Còn đội Bình Dân thì chắc chắn là những người còn lại rồi. Trời ơi, nãy giờ mấy đứa lắm luôn á. Cái thử thách đó tính ra nó không khó, do mấy đứa không có chịu ngồi vận dụng suy nghĩ xíu, hợp tác nhau xíu, đoàn kết nhau xíu là cũng còn nến nó sẽ không tách. Thử thách giờ cũng ở đây anh chỉ cần mấy đứa đi đủ số lượt mà, hiểu không? Mang về cho người này, người này cầm nến chạy về cho người kia, miễn sao duy trì cái ngọn nến của mình cuối cùng đủ 4 lượt mang về tới đích, mang về bạch xuất phát là xong. Còn một cách ở đây chúng ta có thể một người đó đúng không cầm nến, còn những người còn lại đưa tay vô chụp lại, đi từ 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 đúng không? Rồi cái gì cũng vậy, phải có một cái bài học mới đầu mới rút ra được kinh nghiệm. Rồi đội bình đội cao cấp, đội bình dân đi tự đi làm tròi, tự dựng lều, ngày hôm nay sẽ tự kiếm ăn, không được cung cấp gì cả. Đấy. Và đội bình dân, ủa sorry, đội cao cấp thì được cung cấp đầy đủ các đồ ăn thức uống luôn nha các bạn, cũng như là lều lớn, một cái lều siêu to khổng lồ và đồ ăn thức uống ngập tràn luôn. Tự xuống đi anh em ơi. Rồi đi chọn vị trí dựng lều đi. Dựng lều. Rồi cao cấp của mấy anh em mình thì khá là đầy đủ nha các bạn, có bếp núc nè, có đồ ăn thức uống nè. Còn đồ ăn gì xíu anh em mình sẽ review cho các bạn xem nha. Rồi đi anh em. Giờ đội mình sẽ đi chặt tre nha các bạn. Sao tuy mình vô bình dân á, nhưng mà bình dân nó chân chất thật thà, mấy bạn càng thích. Cho nên là bây giờ kệ. Chạy. Sao các bạn ơi, bình dân cũng như đi sinh tồn hàng ngày thôi. Cũng chỉ là nhiều thêm cái là tự dựng lều thôi các bạn. Cũng phải đi kiếm đồ ăn như bình thường thôi. Nào anh chặt anh lôi nha. Ok. Nào. Nào. Có mì vậy đó. Kìa. Thật. Mình ghê nữa kìa. Chuối nữa kìa. Chút đi. Hôm giờ mình cứ làm nhà ở trước đi rồi đồ ăn tính sao. Gì vậy? Ừ, rồi. Lát này thì lát nhà gấp. Ủa mình dựng nhà ở đâu? Qua bên đây đi. Dựng đây hả? À, đúng rồi. Ừ, dựng đây cho mát bạn ơi, trên đầu thì có cây nè. Ở dưới kia là sông đúng không anh hả? Đúng rồi. Rồi, ở đây là không khí bao đẹp luôn, bên kia cao cấp nhưng mà. Ok.
bên kia làm gì bà anh vợ nhà qua chỗ mình ở rồi kìa nào. Ủa ơi, ở đâu ra hả? Nè chỗ khác coi, chỗ đó tụi tôi xí rồi nha. Ủa mấy ông ngộ quá à. Đúng rồi. Ok. Thích thắc mắc gì vậy? Dạ không sao. Hả? Ông đi ra chỗ khác nha. Ủa mắc cười quá à, chỗ này tụi tôi lấy trước bộ. Mấy người lên trên đó được. Ủa vậy sao mấy người không lên trên đó được? Cho luôn á, cho luôn á, không thèm luôn á. Không lại lên cho chứ gì. Mấy người mới giành giật á, bên đây không thèm nha. Giờ mình đổi với chỗ này ở nha bạn, nhường cho đội bên kia ở trên cái chỗ kia luôn. Bố hi, nói nhường đi. Nói từ nặng nề quá. Thôi vậy một phần là ở đây cây nhiều hơn nên nó sẽ mát hơn là ở bên đó nha bạn. Ở bên đó thì cây ít hơn nên là rất là nắng. Xong chưa anh em? Xong rồi. Ê Hòa, tao có trò này vui nè. Để cho hai khứa kia canh liều đi, mình qua bản mình khịa nó mày. Khịa hả? Ừ, thì mình gánh gói xin ông nổi mà. Mày để tao, hổm nhớ tao dùng dân nó khịa tao liên tục luôn không? Ừ, giờ mày qua trả thù đi. Nay xong nó rồi. Rồi rồi, thấy chết, 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 anh Hòa qua tới. Ra khỏi là dựng luôn. Hả? Bỏ cây đâu mới ghim đây đâu rồi? Cái cây mà một một hả? Ừ. Sao lỡ dục rồi? Mày dục đâu? Em bộ anh trai. Mày không làm mà không báo, mày xuống lùm cho tao đi. Cho mượn giao. Đang chơi. Ừ, tụi bay qua đây làm gì? Qua đây bắt tay đồ cái. Ai thèm bắt với mày, cao cấp bình dân không có đặc cấp nên là đừng bắt tay. Ai làm gì? Hai thanh niên qua là nghi lắm này. Nhớ đặt trước ăn xong rảnh giỏi lắm rồi sau này làm điều kịch thế. Đem dây qua cho mình làm nhà. Ê, ổ rồi đó ba. Ở qua, mày nhớ không? Bữa hôm mày bình dân nè. Nó qua nó khịa mày á, mày nhớ không? Nhớ chứ. Ý là qua đây khỉa cái gì đừng có nó mé. Có đâu hành qua đây hỏi anh em mà đúng không? Không cần hỏi đi về đi. Về đi. Quan tâm anh em mới qua đây hỏi nè. Em cần quan tâm. Nguyên có cần phụ gì không Nguyên? Ừ cần lắm. Ông dựng lều xong đi ông đi về. Thôi qua. Thế mà Nguyên bên đây tội quá. Ước gì Nguyên mà bên đội tao cái là khỏi cần phải làm mấy cái này luôn. Thôi qua. Sợ nay kiểu là mấy này ốm yếu rồi nè, đi bắt cá không được rồi, không có cái ăn cũng tội nghiệp hả Hòa. Thôi khỏi lo diễn đề sinh tồn. Thôi anh là chùm sinh tồn. Chùm sinh tồn cũng kìa 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 kìa. Rồi nói chứ nếu mà sinh tồn không có á thì bà Nguyên qua tôi có gì tôi cho gì ăn nha. Còn mấy đứa kia thì khỏi, mấy đứa kia khỏi. Rồi để bên tao qua cho ông khỏi qua không được. Không. Thôi tội nghiệp thôi, thôi về chị để cho đây. Em Út nó làm rồi. Ta đang làm mà. Rồi, nhớ cho Nguyên cái gì cần cái gì qua kêu tôi nha. Ôi trời ơi, cần. Anh đi về lẹ đi. Còn anh đi về lẹ đi. Anh qua đây anh chủ yếu khịa tụi em hay vậy? Yên tâm. Nó qua mới khịa mình đúng không? Dạ cầm. Trưa nay tôi có kế hoạch. Chơi để nó rồi anh em yên tâm đi. Chờ đi. Tụi nó sẽ không yên ổn đâu. Đúng vậy. Bây giờ mình làm nhà đi. Thật báo nữa. Nghe. Gì? Tính ra tôi với bà cũng trùng hợp ghê ha. Sao? Đi đâu cũng có đôi có cặp nè. Chắc ông trời định tôi với bà đi chung với nhau thôi vậy á. Ừ, đúng rồi. Chắc là mốt xuống lỗ cũng xuống lỗ chung được hay mày? Nói gì anh Thành? Không, nói bằng lòng mà, chúng ai chúng. Mày chừng tao mày. Anh Nhá. Như mày? Ở đây quá trời tre nè, mấy tre này mà làm bội gà là hợp lý luôn. Là sao? Về bữa tao mày rảnh thì chạy vô đây chặt mấy tre này làm bữa gà hợp lý luôn. Bố mày, nhà thì làm chưa xong, đồ ăn thì không có, đã vô bình dân nữa. Mày suốt ngày cứ gà gà gà. Con chuồng á, gà mày bị cúm luôn nè. Ừ mà mày nói gà tao bị cúm thiệt mày.
Gì nữa? Ở nhà tao á có con gà mái mà gà mái trắng bữa mày qua đó. Rồi sao? Mày ngu quá. Gà đó cúm rồi phải không? Có gì tao lén lén về tao bắt con gà đó, giả bộ mấy anh em mình nói đi xin tồn bắt được nó rồi lấy nó nướng ăn. Ê được nha. Thật được không? Được. Mày thấy mày ngu chưa? Mày chửi tao là mày đúng ngu luôn rồi đó. Chưa về bắt luôn. Ok. Tính ra ông thật mới chửi ông ngu luôn mà sao ông vui vậy? Thôi kệ đi, bây giờ á đặt có cái gì ăn hay là có cái gì mà cho tôi á là chửi bao nhiêu chửi sao cũng được á, chửi tới trời sập cũng được nữa, không sao đó. Vậy nha. Ừ. Mà mày đừng quên là mày bắt con gà tươi xíu nha mày, bắt con gà chết sình đi là không có ăn được đâu đó. Yên tâm đi, gà của tao nó mới ngáp à. Đó, ok. Ông coi tiền này cho bớt rối mắt rồi ơi. Đang tiền. Sao không? Anh không ơi quất cây luôn đúng không? Trời ơi trời lên luôn cái này luôn rồi. Anh sổ cái cây lại cho ngay lại mà. Anh Thảo hại em rồi anh Thảo ơi. Cái này lên lương bự lắm nè, để anh coi cho. Anh Thảo không được đâu, anh lớn tuổi con không được đâu, em bằng tuổi con mới dễ. Em coi cho. Coi cái đầu ông á, coi. Thôi mày ơi, đầu ông nữa. Vậy khỏi, tự đi kêu ngon coi đi. Ừ, tao quan tâm, anh em quan tâm nhau mà. Dám được rồi. Ê thật, nhà mày có hũ cao sức cho con gà hay lắm đúng không? Mày lấy nó làm gì? Giờ tao mày đem qua sức cho bả. Ừ, được á, được không mà quen? Thôi mệt mấy ông quá à, có con lưu mà suốt ngày được coi hoài luôn á. Mày làm cái gì mà nãy giờ mày lấy cái dao mày chuốt mày phá hoài vậy thật? Tao làm cái đồ đập gùi nè. Ở đây có gùi đó mà mày đập. Tin không? Họ tao lấy cây tao đập mày luôn á. Mày đi, đi phụ tao, đi lấy lá chuối úp lên phụ con Nguyên kìa. Thật là mày không làm cũng được nữa, mày đập phá. Từ từ anh em nói với nhau làm gì căng như vậy? Mày làm con chuyện của bu không hẳn nói. Ê, sao cái này lỏng như vậy mày? Trời ơi là trời, ghẻ ơi là ghẻ. Mày không làm thì mày đừng có phá. Bây giờ tao đang kìm nén đó, mày đi lẹ đi. Mày đi đâu cũng được đó. Tao đi nha, hồi đừng kêu tao nha. Mày đi lẹ đi. Nhã ơi, bình tĩnh đi cưng. Em nó không biết, từ từ nói. Anh với Nguyên xử lý được mà. Phải. Để tôi quan. Tính ra cái cao cấp bình dân thì chán hơn vụ đấu giá nè mày. Tính ra đấu giá gì vui bộn vui hơn á mày. Chán gì vô cô cấp mà chán. Giờ mày nằm ngủ tới hết ngày về thôi. Trời ơi. Cái gì? Mày không thấy ngoài kia có cây sòi kìa. Hay là giờ ông á đi ra ngoài hái sòi vô đi ăn đi chứ giờ buồn miễn rồi. Sài ngoài hả? Ừ, cái sài đó, 2-3 cây đi á. Hái sài ngoài đi. Ừ, thôi. Vậy ra ngoài hái xài vô đây ăn buồn miệng chết luôn. Rồi ok, để tôi hái cho. Ê Thành với Quạt cho chúng tao cho vui. Đi. Ê mày, nay rủ mình kìa mày. Sao luôn hả mày hái xài không rủ mấy tao sao nay rủ mày. Đi đi chung cho tao cho vui. Thôi đi mình đi đi. Để có gì tao hầu tọa cho, để tao bẻ xài cho hai mày ăn. Ok. Đi. Để nhận chung cái gì mày. Đâu mọi người. Đúng rồi, đi chung. Em canh liều cho. Thôi từ từ mày. Từ mày, đi. Không bị gì đâu, em canh liều nha. Mọi người đi đi. Ôi, sai kìa. Lên. Bẻ quà anh mày. Lên bẻ quà. Sao mày không lên bẻ kêu tao? Thôi mày lên bẻ đi. Mày ngủ mấy tao mà mày kêu tao bẻ. Thôi Thành mày lên bẻ Thành. Mày khùng của mày tao có biết lau cây đâu. Thôi vậy quà mày lên đi quà. Mày lên đi, mày kêu anh em tao ra đây đang trong liều ngủ ngon lành à. Kêu ra bẻ xài giờ mày bẻ đi. Tao không leo đâu. Mày lên bẻ giùm tao đi. Mày leo đi. Ê, gì? Hỏi mày này nha. Thường ngày á, mày đi bẻ xài á, mày đi bẻ trái cây gì á, mày đâu ngủ anh em đâu, sao nay mày ngủ chung rồi. Đúng rồi đó. Thì hôm nay đi mình buồn quá nên rủ anh em đi chung cho vui mà. Không có cái lý do buồn gì mà hờ rủ mấy tao á. Nó không nói gì tao mày vô. Nó thật luôn. Mày không nhớ hồi đó mấy ngày mình cắm trại đó hả? Nó tao chọc cái xài đó xong qua 2-3 ngày sau ông kia. Ông kia gì là sao? Ông kia lên cái xài thẳng người đó. Nó tôi sợ nên rủ hang bay chung cho vui. Từ sao hồi nãy mày nhận lời chia à? Không biết nó kéo là từ chối hay gì. Thì mày đã biết rồi, người nào mình thương thì dù xuống núi đau, xuống chảo dầu mày cũng phải chấp nhận thôi. Xuống đau gì, chảo dầu gì? Xuống núi đau, xuống chảo dầu cũng phải chấp nhận thôi. Người ta là lên núi đau, xuống chảo dầu. À đúng rồi, cái đó đó. Ừ, đã sợ, sợp với gái nữa chứ. Thế chịu mày à. Thôi, vô luôn mày ơi. Chạy nó đi. Gái đồ. Ê, chờ tao mày. Dạ. Mày.
Ủa xoài đâu? Chị hỏi nó kìa. Xoài đâu Đặng? Hả? Xoài đâu? Xoài hả? Tôi thấy cây xoài này nó không ngon đâu. Bữa khác cái gì tôi bẻ xoài nhà tôi cho bạn ha. Mày ơi, thì nói chung ra là nó à, không không có gì đâu, không có gì đâu. Sợ gì? Ấy là nó không có gì đâu. Cái gì? Tôi sợ bà chứ không có gì đâu. Nói gì vậy? Không có gì đó, tôi sợ bà. Anh Thành muốn nói cái gì kìa? Ý anh Thành nó nói là thằng Đặng hồi nãy. Em. Cái gì vậy? Em nhớ nhớ mà mọi người giấu em gì đúng không? Bữa khác cái gì tôi bẻ giấu xài cái cho gì bạn. Cô giấu gì đâu, nói chung là xài mùa này tại vì nó không ngon lại sâu không mà ăn không nghe mà đúng rồi. Nhưng thôi cái gì nãy vô đó không có trái nào nữa. Cái gì bữa khác tôi bẻ xài nhà tôi cho bạn, xài nhà tôi ngon hơn á. Ừ cũng được nhưng mà giờ chán lắm, đợi nhịn bữa đi thôi, chán qua Bình Dân luôn em ơi. Chẹo qua cổ luôn rồi trời. Gì mày? Qua ghẹo mấy người kia có một chút mà không quýnh đau quá. Rồi mày qua ghẹo nó làm chi? Mày kêu tao rảnh không có gì làm thì tao qua bánh tao ghẹo nó. Ủa? Tao kêu mày đi vòng vòng chứ tao kêu mày qua khẽn đâu mà mày qua mày ghẹo nó. Sao nãy mày không nói sớm? Nói sớm gì? Mày phải tự biết chứ. Công nhận anh Thành lên gói cái đau thiệt chứ. Rồi giờ sao? Mày thương tao thì qua trả thù với tao nè. Còn lại không? Con qua bển là nó lụm con luôn á. Mày đã sai rồi mày kêu tao qua trả thù. Tao lại mày. Mày vô góc chuối mày ngồi giùm tao đi cho nó an toàn. Tao quái mày thiệt chứ. Thấy anh Hảo không? Ngầm ngầm đi chứ hiền lành chất phát. Ai mà lấy được anh Hảo là sướng cả đời. À cần lấy anh đi. Thôi anh Hảo ơi, em đang có dự không, nói chung là em đang sắp có chủ rồi. Nên là ai lấy anh cũng được mà ngoại trừ em ra. Ờ đúng rồi anh Hảo, bà sắp có chủ rồi đó. Mà là chủ nợ á. Chủ nợ sắp kiếm bà đó. Vô đây Hảo. Dẫn anh đi đâu vậy? Vô đây nè. Ôi. Ủa tự nhiên sao dẫn anh vô đây? Anh thấy cái cây gì không? Thấy. Cây gì? Anh phải nói lên. Cây me. Mà cây me dẫn anh vô đây làm gì? Anh có biết cái sự tích gì ở đây không? Sự tích gì cực? Anh không biết thiệt luôn. Không. Trời ơi, cái sự tích ở đây mấy năm mà anh cũng không biết nữa. Là sự tích gì? Để em kể cho anh nghe. Hồi đó ở đây nè có một cây me, mà cây me nó chỉ tầm, chắc nó tầm nửa cây me này thôi. Hả? Là hồi mấy năm rồi? Là hồi 2-3 năm gì rồi đó. Cây này bắt đầu phát triển dần, cây bắt đầu tới mùa me. Ok. Me nó mọc trái ra, anh hiểu không? Là này kêu nó nó có trái đi rồi đó. Tại sao nó bắt đầu mấy cái trái me đó đó từ từ nó nhỏ vậy nè, nó bự lên, nó bự xong rồi nó héo lại, nó héo xong nó rụng xuống đó. Rồi bây giờ anh thấy không nè, nó chết rồi, rụng quá trời nè đó. Vậy là chưa, vậy là cái sự tích của nó là này à? Đúng rồi. Trời ơi, tưởng sự tích gì vậy? Mày có rảnh quá không? Ừ. Gì? Tao kêu mày với anh Hảo đi chắc lá chuối rồi. Mày với anh Hảo đi vô đây hả? Vô đây làm gì? Vô đây tao nói chuyện với anh Hảo chút. Làm gì dưới hả? Mày nói gì? Tao nói về chuyện cây me thôi. Cây me gì nữa? À nói chuyện cây me chính. Cây me chính rồi ăn được rồi rụng rồi kia thôi. Rồi vô đây mày làm gì? Hái gì cho mày? À tao với anh Hảo vừa kiếm lá chuối nè. Mà trong đây không có lá chuối thì ra anh Hảo ơi. Lá chuối mày vô cây me làm gì? Vừa định qua bên đây nè, coi có lá chuối hay gì không. Thôi đi vô. Không có lá chuối đi ra. Rảnh quá ha. Qua anh ơi, cưng lại người rủ anh mà. À anh Hảo của tao hả? À. Mày... Ê thôi, mày khỏi quýnh. Rồi, tao rồi quýnh tao rồi. Vô đi, vô đi. Đi lẹ. Mày vô trước đi, tao với anh Hảo lẹ lá chuối. Tao vô ha, mà không có lá chuối ha. Chưa lập xong cái nhà là. Rồi, ok. Có lá chuối. Sao anh muốn nghe chuyện nữa anh Hảo? Thôi đi vô đi ông Hảo. À đi vô. Hấp dẫn không? Chuyện của em hấp dẫn không? Giờ mình sẽ lại gũ mấy anh niên đút chen có những lúc một mình ta nha các bạn. Dạ. Lại đút chen có những lúc một mình ta nè. Chen gì? Cái chen mà có những lúc một mình ta đó. Thật nhớ không thật? Cái chen bữa quà đú đó. Giờ đú lại hả? Ừ, bữa quà đú có thành công đâu. Thôi không đú đâu. Đú lại đi nha. Đú lại đi. Được á. Thôi không đú đâu.
Được đi. Anh Hảo lại đút chim có như lúc mình ta là có nhiều tim đủ sao? Đi nhà ơi. Thôi được rồi, anh em kêu vậy thì tôi đú luôn. Thôi mình đú ngay cây này luôn đi. Đây có cây nè. Đú ngay cây này luôn đi. Đứng đâu bắt thần cảnh vô nha. Rồi. Có những lúc một mình ta. Gì vậy? Dạ. Làm gì cái cây khai ngáy vậy trời? Cái chỗ này hồi sáng tao tiểu á. Sao mày không nói sớm? Thôi thật, khỏi đi, không, không, không làm. Thôi. Một lần nữa thôi, lên đây. Một lần nữa thôi. Trời ơi. Đây lại nha. Đây. Khoan, khoan nha ơi. Gì nữa nào? Cần đi xích vô trong đó xíu rồi nha. Làm gì? Tại hồi lúc sáng á, ghé bên đó, còn anh bên đây nè. Là thằng ghé tiểu bên đó. Anh tiểu ở đây. Đúng rồi. Trời ơi là trời. Thôi khỏi luôn, nghỉ đi. Còn gì tiểu quá mày trời. Đủ đi. Thôi không đủ đâu. Đó rồi, đủ luôn, cái không sao đâu, trên kia còn nhiều cây kìa. Bây giờ sao? Hai ông đủ không? Đủ ngay đây kia rồi, này luôn. Anh đủ rồi hả? Thôi, thôi cưng. Thôi khỏi đủ luôn nè. Trên thất bại nữa rồi mấy em ơi. Trời, đủ nha. Chưa rồi nha các bạn, anh em mình cũng đã làm liều xong hết rồi. Đó, liều bọng rồi xong hết rồi. Bây giờ, ê, ngồi dậy. Đi sinh tồn nè, kiếm đồ ăn ăn bữa trưa nào. Giờ khui đồ ăn nha anh. Anh em. Gì? Giờ tôi thấy nè, bây giờ anh em la lớn lên đi, để cho nó qua. Khỉa nó đó. Khỉa đúng không? Ok. Lên. Vừa khỉa vừa nổ đi, mình đồ ăn nhiều mà. Dạ, tôi không ăn ra nha. Ăn ra nha. Đi. Đi. Kiếm đồ ăn nè, thật. Anh kia ăn gì vậy? Kệ nó. Đi sẵn mình đi đường đó không mà. Đi sinh tồn mấy bạn ơi, để kiếm đồ ăn ăn bữa trưa nữa chứ không có đồ ăn ăn khổ lắm. Đây có gì nè, cái gì đây, cái gì đây, cái này là bò gì, bò gì, chân trâu, chân trâu, chân trâu gì, chân trâu đen, kim cương, kim cương gì. Wow, táo Malaysia. Có gì nước, nâng niu nó vô, nâng niu nó vô. Nước giải khát rất là ngon nha. Lấy từ ở đâu ta? Dâm ba mấy cái nước ở dưới cốc nè. Nước chỉ khét từ Indonesia. Ủa không ơi. Tắt rồi. Nó bớt con chả mày. Wow, rau muống Indo. Rau muống này là yêu hay ăn nè. Cái này, cái này á là kim cương hộp xoàn đó mà biết không? Mà ăn được không? Cái này 11.000, 12.000 bịch chứ. 12.000 gì mày chịu. Nói chung là ở bên kia không có, đừng nói nha. Bên đây không có ganh tị chứ gì. Cái này bột không gì. Bột đâu. Tầm núi nè, bỏ đó chi nành. Ôi, nói cho anh em nghe nè. Thì anh em á thì đã về bình dân rồi, thì đừng có gáy. Đúng gáy rồi, người ta chị đừng có đụng chạm bình dân cao cấp ở đây. Đâu, nãy giờ có ai nói đụng chạm gì không ta? Chị hạn chế đụng chạm đi. Đâu. Lo bình dân tồn đi. Em không nói anh mà em chỉ khuyên anh là đừng ăn mấy cái đồ ăn này. Tại vì nó nhìn cực thấy ghê nè. Héo này kia, sâu bọ. Chị nó bậy rồi, đi bổ không. Mấy bọ gì đây? Tao chơi với mày luôn. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn đâu cũng thấy. Nhìn mày thấy ghê. Ê, có gì đó sai sai rồi. Sao? Lại đi. Đội anh gấp gì? Nè, tao nói cho mày nghe luôn. Không được đụng chạm. Mày xích đụng chạm không? Xích đụng chạm không? Đụng chạm không? Nhìn mày đẹp trai, nhưng mà găng súng. Lãi khỉ luôn, không có gì hay luôn. Ta khỉ rồi mà. Gì găng? Thôi bạn ơi, tình hình bất ổn và liên mét hai cú nha bạn. Ê, kì vậy? Ê, tụi nó muốn lộn con kia kìa anh Phú. Anh lại anh xử nó đi anh Phú. Cái gì vậy? Đi ra, đi ra. Bỏ được không nhờ? Bỏ em. Đi ra. Bỏ em chưa? Anh bỏ em. Nãy giờ Cương có đánh không? Dạ không, nãy giờ em quay phim không mà anh Phú. Em quay lại làm bằng chứng cho anh nè. Thôi ngồi dậy như vậy nè. Đừng. Bỏ nghe cho. Bớt qua đây thiện ngang. Bớt. Bớt ngang. Dạ. Bỏ khiến chưa.
Chị ơi. Anh Phú, quýnh em lên anh Phú. Quýnh em nữa kìa. Em mét mà giờ nó quýnh em nè. Rồi nó lấy bịch bò dự viên của em nữa kìa. Tập trung, tập trung, tập trung, tập trung anh xử lý. Sao anh Phú? Mấy em giỡn quá à. Em làm gì đó? Em đi sinh tồn mà Phú tự nhiên đi ngang cái nó quá sợ luôn. Em ghét em lấy đồ à. Camera quay lại được hết nè. Nó giấu gì sau lưng kìa, nó giấu gì vậy anh Phú? Mày tạm vậy, ta cầm đồ ăn cầm đi. Tự nhiên mấy đứa này cầm đồ ăn quăng tùm lum em lụm lại giùm nó. Sao bây giờ muốn sao? Nãy em đang gì đâu anh Phú? Nãy đang review tự nhiên qua đánh em vậy? Mày đi xin tội mày. Em bận chuyện xíu em ơi. Rồi rồi em đi. Thôi đi xin tội các bạn ơi. Bận xíu các bạn. Hồi nãy qua ghẹo mấy nó chơi mà giỡn xíu các bạn ơi. Vậy xin tội nha. Xin tội nha anh Phú. Tôi cưng còn sung lắm. Nó sung lắm thầy Phú. Vô đây chế biến đồ ăn đi. Dạ. Nó đi sinh tồn đi. Dạ thôi anh Phú đi nghỉ ngơi cắt clip gì anh Phú. Làm nó ăn tiếp nha. Dạ 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 dạ. Thì nãy là review hơi lỗi nha bạn. Tại mấy anh kia qua khóa mình á. Không là mình review xong rồi. Dạ thôi mình nha. Review lại này đi anh Hành. Đây. Nè có bó rau nha bạn. Rau này rau gì? Rau muống. Rau muống. Như để chiều ăn lẩu hay gì á. Đúng rồi. Nè em thấy trong đây có táo với lê nè. Cái này là để chiều ăn hay sáng ăn? Cái này là bò viên nha các bạn. Cái này cũng là bò viên à. Bò viên nào? Em nghĩ cái đó bò là viên. Cho lẩu. Sáng giờ mình ăn lẩu trước hay mình ăn nướng trước? Mày để im để tao review xong cái rồi mày tính gì mày tính. Đây là tôm nha. Tôm hơi bị bự luôn. Này tôm hồng baby nha các bạn. Đâu? Còn đây là thịt nè. Đúng rồi, thịt nè. Cái này là thịt heo nha các bạn. Thịt heo cốt lết. Cái này là bò. Bò. Chiều này là bò để chiều mấy anh em mình ăn lẩu nha các bạn. Anh em mình có nướng nữa nha các bạn. Đây, lẩu nè. Chiều là mình sẽ ăn cái lẩu thái chua cay này nha các bạn. Giờ mình ăn gì trước đây? Giờ em nghĩ là sáng. Với lại là nước đâu? Nước đây nè. Với lại là một số nước ngọt nữa nha các bạn. Ê, giờ sáng ngày ăn gì anh em? Em nghĩ sáng ngày nên ăn nướng đi để tối mình ăn lẩu cho ấm cúc. Thấy hợp lý á. Ờ, hợp lý á. Còn nãy sáng ngày mình ăn tôm nướng với lại cốc lết nướng đi. Ờ, hợp lý. Vậy đây. Rồi, lắm. Lắm. Rồi sáng mình nướng gì? Uống coca hay Pepsi? Uống hai thứ này luôn. Mỗi loại hai thứ nè. À, giờ okay, sáng là mình sẽ ăn thịt heo nướng với lại là tôm nướng nha các bạn. Rồi còn nhiêu là dẹp vô để buổi chiều mình ăn lẩu. Xương xương. Ok. Lắm. Rồi. Đem bếp ra đi. Chọn bếp ra. Mày đi cắt lá chuối mày. Đi cắt lá chuối ha. Ừ. Cứng dữ trời. Mới giùm ơi, cứng ngắt à. Đây. Trời ơi. Vậy sao? Đổ. Mấy này nhỏ nhò gì? Cái này nó bị gì nè? Anh ơi, bao quá. Sáng giờ anh không được bao, giờ anh bao hả? Ủa, người ta luôn rồi. Thôi sao? Mát. Anh đi kiếm tướng để chuẩn bị nó mà. Ui á. Tôi cái chân luôn rồi. Bộ bếp anh Hành. Rồi ok. Nướng gì trước vậy anh em? Nướng thịt trước đi. Đấy đó. Chị hơi toán mày nướng tôm ngoài gì mày? Đúng rồi, nướng tôm ngoài gì chứ. Ừ, hai mày nướng tôm đây, tao với Ngân cũng thịt. Nướng đi. Rồi, vô nha. Gấp vô, gấp vô. Kêu anh luôn. Giờ ba mình, bốn mình xuống chỗ sinh tồn rồi nha bạn. Anh Thảo ơi. Hả? Chắc em phải giao trách nhiệm cầm can này lại cho anh quá. Tại anh Thảo chưa lành nha bạn. Nhúng nước thì cũng không có nên. Ok, thôi, để anh cầm cam đi. Anh cầm tay phải là chắc chắn anh không bao giờ nhúng nước luôn. Tại vì anh nhúng nước là anh nhúng cam. Ra đậu cứ để em. Ok cưng. Em mới lượm được trái gì nè. Cứu số. Trời ơi trái gì vậy. Ê cái trái này là không được gớ. Dục đi. Dưa dưa gừng dĩa đúng không? Trái hủ hoa kết quả. Xuống 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 xuống. Cái nào nó mé được không? Không mình phải. Anh bay được không? Được anh bay được. Ồ nguyên mình đi sinh tồn ở đâu kiếm được cái nón. Anh không biết hả? Không
Anh có biết em được mệnh danh là bà chùm bình dân không? Sao hôm qua là em đó, nên em luôn luôn phải chuẩn bị với anh rồi. Thôi đi tiếp đi. Sáng em tưởng lát xí ngầu mà ấy là em lụm luôn rồi. Mà cuộc đời chớ treo khi em đã được năm chút nhưng phải bình dân. Lên đây nè. Ghé đây. Đó nè. Xe anh xe tay ơi. Đó, đây. Thèm mình bắt ốc ăn đỡ đi nha ơi. Đây nhóc luôn. Ở đây con ốc nữa nè. Ốc nhiều lắm. Giờ không có cá thì lấy mình sẽ lội ngược xuống mình bắt ốc. Đúng rồi. Chứ giờ mà mình lỡ mình bắt ốc nhiều quá mà mình có cá cái mình dụ ốc mất công mình trồng nè cầm nặng tay không? Đúng không? Đúng, đúng không? Đúng rồi. Nguyên nó hay. Có cái đó hả? Lên bò đi cho nhanh ha. Ui. Đâu rồi? Ghé. Để có cá. Cá lông kiến. Đâu? Ôi. Thấy được. Cái gì vậy? Trời ơi, ghé được kìa. Có được không? Đâu có thật gì đâu. Thôi thả đi. Thả ra ngoài kia. Hai đứa mình phát hiện hai cá quá trời luôn vậy. Cẩn thận ghé ơi. Đây cá bự nè. Không. Cái này cá con bể phải không? Con bích lại. Nãy giờ bắt quá trời luôn đó rồi. Còn con nữa nè. Còn con bự nữa. Chưa ai như vậy. Ôi, cũng vong vong. Ơi, đây một con nữa nè. Cái gì nó mới phi ngang qua tay luôn kìa. Trời ơi, quá trời luôn. Còn không? Còn nữa. Rồi, tay xuống rồi. Nó đây một con nữa. Chạy. Cái nữa cái nó đi tây thiên rồi. Còn ghé. Chắc cả mấy chục con trong này nữa mà. Gì dữ vậy? Ê, trời ơi. Trời cá bự này mấy mạnh quá, bạn có nhảy liên tục không à. Không thả, chừng thả luôn cá bự luôn. Con này được không ta? Được, bự rồi. Một con nữa. Ui, bự chứ hả? Nhiều lắm. Nãy giờ mấy con rồi ta? Hôm mấy con rồi đó, ông gán bắt nhiều đi. Cho ông biệt danh chùm sát cá luôn. Hơn quà luôn. Ư trời ơi. Hết cái gì rồi? Coi nữa còn ngang luôn. Hết rồi. Đây cái đường nước thì quá nhiều trời. Đó là được rồi đó. Nào. Tao lên. Thấy vô. À. Đây. Thì anh em mình đang trên đường đi kiếm chỗ bắt cá thì anh em mình thấy được mấy chanh lông các bạn ơi. Thì ở đây không có chủ thì mấy anh em mình quen nhưng mà chú đi đâu công chuyện rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Bây giờ chắc là thôi. Bây giờ thanh long này của chú con xin mấy trái có gì quay xong clip này con sẽ đến nhà chú con hậu tạ chú. Cảm ơn chú trước luôn. Tại vì không có chú ở nhà cho nên là tụi con không có xin được. Chú ơi cho con ăn trái anh chú. Đây. Bẻ nha các bạn. Hả? Quay. Quay. Không. Mấy trái này chính là ngọt lắm nè. Đúng rồi, ngọt lắm, hình như là chuột á chứ phải chim không? Cái này là chuột á. Thôi đi lại làm cái kia. Mình đi kiếm cái trái khác đi. Tốt nhỏ dữ vậy. Dưới cái này luôn rồi. Ok. Cái thanh niên này thì đang nướng thịt nha các bạn. Cầm cam lắm như mày. Hả? Quay phim. Anh cameraman đang quay đằng này rồi mày quay gì nữa? Ý của tao là đi review khu xung quanh này cho bạn xem nè. Với lại tao cũng đang rảnh nè. Có làm gì đâu. Không mấy Ngân đi với anh đi. Ngân là người mới mà chắc không biết về khu này đâu. Đi thôi, cho biết với người ta. Em sợ ma đó, em không đi đâu. Đặng đi không Đặng? Không, Ngân không đi, tao không đi đâu. Không mấy anh Hòa đi với em đi anh Hòa. Thôi để tao đi với mày nè. Đi. Hôm nay anh tốt à? Tao đó giờ luôn tốt với anh em mà, không biết hả? Đây là anh Hòa nói đại là ở đây anh sợ ăn cơm cà hó cho nên anh mới đi. Chứ gì nữa? Mày nói luôn rồi đó. Dạ, thì thôi đi Hòa.
ngay đây nướng ngay chung tôi nè nha. Bây giờ anh em mình sẽ đi review con này cho các bạn xem nha. Tại sáng giờ anh em mình không có rảnh đi review cho mọi người xem. Bây giờ anh em mình bắt đầu vô review luôn nha. Ừ. Cảm giác quen thuộc nó kéo về hả mày? Nó cũng cùng mình sao mày? Không sao đâu, kệ đi, chịu. Cái vườn xài này là đó anh em mình vô đi hái hoài luôn nha các bạn. Hồi đó trước khi có sự việc này là mấy anh em mình cũng vô hái nha các bạn. Sau sự việc này hình như là xài ở đây không còn trái luôn á. Hết luôn á, anh em mình không vô. Hồi đó lúc mà chưa xảy ra vụ việc này á là xài đây nhiều lắm bạn. Là anh em mình tối ngày là xuống đây bẻ xài luôn nè. Mà từ khi có cái vụ việc đó là anh em mình hết vô bẻ luôn bạn. Bỏ qua. Ê bạn, cái đìa này hình như có cá gì nè. Đìa này hả? Ừ. Đìa này hồi đó cá bự luôn à. Cá quận như, không à. Như hồi đó nghe đâu người ta tát ở đây bắt được con cá gì à. Con cá gì ta? Con cá gì mà không nhớ sao mày? Con cá gì? Con cá hải tượng, con cá gì ta? Không, con cá gì á. Con cá gì hồi đó anh em mình có làm clip đó, thú bắt đó. Cá hồ. Ừ, cá hồ quá luôn bạn. Cá hồ nha bạn. Mấy con luôn. Vô tiếp, hồ bên trong. Thôi hình như đó đường cùng rồi ơi, vòng ra đi mày. Đường này là đường ngắn mà. Đường nha bạn. Khá là quang du luôn. Như cái hàng này lội xuống đường luôn mày ơi. Ờ, mày lội xuống tao coi coi. Ôi qua. Á đu, đừng trái xài đâu mày. Đâu? Á đu. Ê mày. Gì? Không ấy thì. Ê khoan. Từ từ. Mày ra đây tao giải thích này coi. Gì? Tự nhiên ở đâu? Ở đây có cây xài mà có con trái à. Ừ. Mồi hổm. Thằng Đảng nó cũng hái một trái xài. Cái mà... Một cây có một trái xài. Ừ ừ ừ. Ừ ừ ừ nữa. Ừ. Thôi lần này tao mày đừng hái. Nó công. Ừ ừ ừ nữa. Thôi đừng hái mày. Thôi ra mày ơi. Chạy chỗ nè. Mình hái nha, mình bỏ đi hả? Thôi mình chuyển qua khu khác nha các bạn. Chạy đó mình bỏ đó đi. Có gì mốt mình vô lấy lại. Thằng tiện qua đi. Gì? Ê! Nhảy. Nhảy nào nha mấy mày. Thương nè. Nhảy nào anh hả? Ai biết đâu. Để tự nhiên dính vô tay tao luôn. Để tự nhiên dính vô tay tao luôn. Xạo chó, xạo chó. Bố mày. Thôi lỡ rồi cầm về luôn đi. Ê, nó dính vô tay tao là có điểm rồi đó. Ừ, chắc là nó kêu anh em mình ăn nó đi á. Có được. Chắc vậy rồi. Thì ghê thiệt. Lại đi, sao làm. Ừ. Thì ghê thiệt luôn mày. Nó dám bẻ xài luôn. Để đâu, xài tự dính vô tay. À, anh Hòa nói đúng mà. Không nói thật đi, đi đâu vậy nội? Qua đây à, chứ đâu. Diễn tóc lên cho trời. Tóc đi đâu che hết nguyên mặt luôn rồi. Trời người ta. Ây da. Gì hả, gì hả, gì hả? Thịt bắn, thịt bắn. Không sao, không sao, không sao. Ê, có con này chín rồi này không? Nếm thử coi con ngon không? Thôi, để lại đi. Nếm thử đi, con này cực này chứ mà. Mấy kia là dễ gì biết. Đấy. Để nữa. Ăn ngon hả? Ngon hả? Mày ăn tiếp đi. Hả? Ôi, ôi, ôi. Mày ăn đi, tôi nhường á. Hả? Ôm đi. Thôi, nè. À, Ngon. Thôi, mấy giờ mình đi qua mình review cái chòi của nó đây. Ok. Nãy nó dám chơi khăm mình. Giờ mình chơi khăm lại đi. Mình sẽ review chòi của mấy anh đi nha. Trình dịch của mấy anh đi nha các bạn. Giờ đầu tiên mình đi vô nhà là thấy cái cửa nhà thì trống phọc nha. Đầu tiên mình thấy một cây cột cửa, một cây cột nhà này, hai cây này. Có hai cây cột nhà thôi. Và một cái sườn sườn trên giữa. Không mấy giờ nó còn thiếu cái bảng tên cửa nhà đâu á. Hay là mình giúp nó tạo ra cái bảng tên đi. Thề, tao thấy cái này hợp lý nha. Cảm nhận tao chứ sai coi. Ok anh Hoàng. Giờ anh mình ghi dưới đất luôn ha, ghi chữ lớn luôn ha. Thôi, mày leo ra ngoài lấy tấm ngói trắng trắng á, mày ghi đi cho nó đẹp. Chờ anh đây xíu nha. Ok mày. A few moments later. Ừ, đúng rồi, miếng đó đó. Ghi đi mày. Bỏ hắn rồi. Giờ ghi sao? Tính ghi gì? Chùi vịt ha. Ừ, ghi gì cũng được. Gò nãy giờ gì lâu chứ mày. Không mày. Giờ lên chỗ bạn xem mày. Chuồng, vịt. Chấm hỏi 1.2. Chấm 2. Ủa? Có 102. Ờ, đúng rồi. Chỉ có rồi, thôi khỏi đi, để lên luôn đi. Thì để đâu mày? Thì giờ để chỗ nào mà nó dễ thấy nhất. Không để, mình đến đây. Thôi để đó là nó che rồi. Giờ mình phải để đây nè, công khai luôn. Anh được. Mày được không mày? Được. Rồi. Chuồng vịt. Rồi,
sợ đi chắc nó là chắc nó khen anh em mình đấy, đặt cái tên nhà cho nó. Ê mày, về coi coi hai kia nướng thịt sao rồi nữa, nãy giờ đi cũng lâu rồi đó. Đi còn về nha các bạn. Coi coi nướng sao mày. Nướng sao rồi? Thường nè, thấy không? Thịt hơi bị ngon nha. Ở khét luôn. Khét gì nó mới ngon, khét có miếng còn có sao đâu. Được mà. Sao, bởi tao nói rồi mày giao cho nó chi hồi nãy. Biết nãy tao ở nhà luôn rồi. Ủa vậy hai ông đi chơi làm gì? Người ta đi review cho bạn xem. Vậy sao không giỏi vô làm đi? Mày đi review đâu? Giờ nè, tao nướng khét có miếng cái này. Để giải thích cho hai đứa bay nghe nè. Vậy một video là phải có đi review khu nhà quen cho mọi người xem. Mà hai thằng bay không cho hai tao đi review lấy gì mọi người xem. Nè người ta còn mang chiến tích về nè. Mang chiến tích về đó nè. Nhưng mà như đây vậy được rồi. Biết sai không biết xin lỗi gì hết hả? Mày đi. Mày sai rồi không chịu làm giờ mọi người nói. Ừ đúng rồi. Thôi thôi tụi bay đừng có biện minh nữa. Nướng khét thì nhận đi đúng thành. Ừ. Thôi mốt không dám đưa nó luôn. Mốt để tao làm hết luôn cho. Mốt anh ở nhà anh làm đi em cũng làm luôn. Quà. Thôi, đi ra. Thôi, giờ thấy là thôi em úp anh vài thôi. Anh nướng tôm nhất kìa. Heo à, em úp đi thôi, ra. Đừng chấm dứt ha nó. Kệ nó đi. Thôi mình đi ra luôn đi, đưa đây để tao nướng luôn cho. Nó nướng khét rồi còn để trên đây nữa. Ừ, thôi để xuống nha mày. Nó chưa chín đó. Chín rồi, khét luôn mà không chín. Ê, tụi nó đang làm gì kìa? Nấu đồ ăn hay vậy? Là khi nó. Vậy nó. Ơi xài ơi. Hello. Mấy chú tưởng mấy chú có đồ ăn ngon chú ăn à. Bên tôi cũng coi này, giới thiệu cho nó biết luôn. Đây. Dạ, hạn lận. Đồ ăn để em nói. Rồi, okay, okay. Đi. Đây, đây chính là huyết rồng đông cứng. Vì sao ư? Vì sao? Vì sao? Vì máu của rồng cắt ra đúc lại thành một trái như thế này. Đúng. Đây bốn trái tương đương với bốn con. Mày biết ăn cái này á là ha, mày sống được 1000 năm đó là mày được 1000 tuổi đó cho mày biết. Cái này là cái gì Nguyên? Nó lại không nghe thì thôi. Ở đây không nói gì lời. Đây con coi giới thiệu nó biết. Đây là trứng cá mập giáp vàng. Đúng vậy. Mày làm gì trời? Cười giả chân quá hả? Cười mày đã cười hả? Cười gì? Bên nó ăn gì tép bạc gì kìa. Mình nó không biết nói gì, chỉ biết cười mấy cái lời giả chân thôi. Tiếp tục anh Hào. Đây còn đây. Cầm 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 cho anh. Không cái này mình để cuối đi. À đây là nhân sâm ngàn năm nè. Cái gì? Thấy chưa? Đây nè. Nè mấy cái rễ nè, không thấy à? Nó coi bay mùi vô đây hương. Cái này là khoai gì nữa, khoai đó. Với nhân sâm ngàn năm á. Đã còn cái nữa nè. Ở đây chính là trứng rồng. Trứng rồng. Đó, thấy gì vậy? Trứng rồng bay tạng á. Trứng rồng. Không cần nói nhiều với tụi nó. Những người không am hiểu về những cổ vật thì chúng ta không nên nhiều lời, đi về thôi. Tôi quay xong chưa? Nãy giờ tôi quay nó hàng cá lùi đá luôn rồi đó. Mấy trái hành long á, đi bay. Mấy trái hành long đi á. Kệ đó các bạn. Còn nó không coi nên nó ganh tị rồi các bạn ơi. Đi bay. Về chứ. Bay nha. Dạ. Nào vậy? Chuồng vịt chấm hỏi 10.2 là gì vậy? À. Thằng nào làm? Mày làm đúng không vậy? Nãy giờ mấy anh em mình đi sinh tồn mà. Không biết khùng hả? Nãy giờ thật đi chúng tụi mình mà. Ê, hình như bỏ đoạn ở đây đi. Mình không có ở đây á. Bỏ đoạn ở đây đi. Để cầm cầm luôn qua bán đồ. Thôi đi ăn gì kìa đi. Rồi. Đây. Bỏ đây. Cầm. Thật. Thằng nào ghê? Đụng chạm chưa? Đụng chạm chưa? Thằng nào ghê? Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Sao trời? Lên đây chưa? Đụng chạm nha. Đụng là chạm chưa? Đụng là chạm chưa? Đụng là chạm chưa? Đụng là chạm chưa? Ủa bên kia có nuôi vịt hả ta? Ủa? Bên này có nuôi vịt cái gì mà qua đây gì? Thằng nào ghê chuồng vịt? Ai ghê? Bên đây nãy giờ người ta nướng đồ ăn lên làm đồ ăn chứ đâu ai rảnh vậy? Tự nhiên đặt tên nhà chuồng vịt 1.0 nhà 2 gì từ lơ giờ qua đây kiếm chuyện. Đứa nào ghi làm cờ khó. Ghê. Ghê. Ủa mình không ghi mình không sợ đúng không? Đúng rồi, mình đâu ghi đâu. Mình đâu có ghi. Đúng rồi. Mình không ghi nên mình không sợ, đem đồ ăn vô đi, bên kia kiếm chuyện mà. Ôi. Mình không ghi mắc gì mình sợ đúng không? Đúng rồi. Nãy tao với quà qua ghi á. Ghê. Mày cũng la lớn nữa. La lớn anh, mày la lớn lên. Nó bỏ ra gì? Gì vậy? Để nó đá quà kìa. Để coi nữa rồi.
Vô. Rồi, ăn mừng cho thăm cao cấp ngày hôm nay nào. 1, 2, 3, vô. Ăn đi anh em, còn chờ gì nữa. Rồi, đổ muối ra nhập tiệc nè. Thôi cũng chưa nha các bạn, mấy anh em mình mời các bạn cùng ăn luôn nha. Làm cơm trước cho. Làm muốn thịt nướng đi. Sao mày? Quá ngon không mẹ? Thôi, muốn nướng mà. Thịt tước tới luôn nè. Có điều hơi khác nhau. Sao? Vậy là vừa rồi, vậy là ngon rồi đó. Đây đây, tôi lọc cho bà. Đây tôi lọc cho. Thôi lấy cái đầu đi. Nè, đâu rồi đó. Đâu? Đừng dai quá mày. Mời bạn nha. Ngon rồi. Ngon rồi đó. Ăn nước không? Để tôi lọc cho. Để tôi tự lọc. Ăn miếng cơm này. Thì ngưng, hai miếng ra. Nữa không? Ừ. Nè, nhiệm cái để cho nó ngập mồm. Đó. Thôi, đang bay ăn đi. Tao giết quà nó rồi. Đúng mày ơi. Ê, lộn mày. Okay. Thôi, hàng mang đi. Coi như hàng tao nó rồi. Nướng có mấy con cá mày làm gì keo bự dữ thật. Vậy nướng mới có than. Ờ quên nữa. Hả? Đi. Đi đâu? Tao mày chạy về nhà mày bắt con gà. À. Hồi nãy đi sinh tồn á, tao mới chợt nhớ ra là con gà đó ba tao mần rồi. Hồi nãy mày nói chắc như bắp luôn. Mà giờ cha mày mần gà là sao mày? À. Thôi nói chung là bữa sau có gì con gà khác của tao nó bị gù rồi tao mần cho mày ăn cái gì đâu. Khỏi đi. Đừng có hứa nữa, mày khỏi đi. Chị nào em tới đi rồi mày nói chuyện với tao. Cái vụ gì vậy trời? Bà không biết đâu bà ơi, vụ con gà gù á. Ê Nhã, mày coi tao thể hiện nè. Chơi vậy nào. Trời ơi, cái này có gì đâu cưng ơi. Thật mày giỡn quá. Mày coi giờ anh Hảo nè, đó giờ tay anh Hảo cũng bẻ được nữa. Mày cầm thẳng tay anh Hảo ra. Rồi. Tao quýnh chi này á là khỏe luôn nè. Khỏe luôn nè. Không. Cứ quýnh chi này là hết khỏe đó cưng. Được rồi. Mày đưa tao hướng lại coi. Mày bây giờ mày phải từ bắt chớn á, mày phan thẳng vô cái giò á. Nó mới gãy. Vậy không. Không. Tao biết rồi, tao biết mày này. Ăn xong rồi không biết vận động gì hết trơn vậy. Mới giờ mới ăn kìa, bà bảnh khỉa nó mày. Bà xíu đi. Đi nè. Khỉa vậy mới được chứ. Bà bảnh gấp đít đó cho nó nghe. Tao có bài gấp đít rồi, đi theo tao. Có chưa? Có bà rồi. Mất mặt anh em nó nhục lắm á. Yên tâm, tao làm cho đẹp cho tụi bay coi luôn nè. Đi. Đi. Bà bảnh trả hù. Cho em đi với. Thôi, gan đưa nhà đi. Em đi với nhà chán. Tao nói mày nghe nè. Mày cũng gan đưa thì nhà đi. Để ba thằng đàn ông con trai người ta đi. Ở bảnh cũng có con gái mà. Thôi đi chung cho vui. Ở bảnh thì không tính rồi. Được rồi, đi. Mày đi lẹ không? Đi ngon. Ê mấy anh nhóc ác, hôm nay anh điệp cho cái đồ anh điếc cho mày nghe nè. Cái gì nữa? Nhìn vậy. Nhìn hoài. Thôi, nói bà mày á, nhìn hoài, bà nhóc ác. Ủa, bốn lần mà. Sao? Có bà nhóc ác. Dữ vậy. Sao? Ngậu quá.
em muốn theo anh. Mày nói gì gấp đi. Mày xứng đáng theo tao đi rửa chân tao thôi. Không có gì đâu. Em mình tao rồi. Được, tao cần tim. Cần rồi đó. Được, được, được. Ghê hả? Thôi thôi, không cần cầm hàng ra đâu. Không cần, giấu hàng vô nha. Nói thiệt với mấy chú nghe nè. Đây, tài năng mới nổi. Của gấp Việt nè. Đẳng cấp mới nè. Đẳng gấp. Mày được. Đẳng cấp. Đẳng gấp. Sao bơ. Đẳng gấp. Sao bơ. Sao tơ chứ. Thích thì lên lại luôn nè. Lên, lên, lên nè. Lên. Hai, ba, vô. Mày ngu. Ngu. Mày ngu. Ngu. Ngu như ngu. Có cái gì đổi mới không? Tao giáp tao lại giờ. Ta mà. Giáp của ta chứ. Muốn làm vô lại. Mày ngu như con cờ u. Ngu. 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 Hay quá. Ngu. 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 Ngu ngu ngu. Ủa mày ngu đúng chưa? Mày nói cái gì vậy? Thôi tao lên đi. Tới tao. Ra. Mày đến đâu? Ra. Anh xin tự giới thiệu, anh đây là Nhã Ngáo. Người đời hay chơi anh ngáo nhưng thực ra anh như con báo. Tiếp nè. Ủa nó khi anh đi săn mồi á là mấy con mồi phải chạy chung. Ê, đúng gì chưa? Dưới 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 chưa. Còn nữa nè. Còn hả? Người ta hay chơi anh níu. Nhưng mà anh tung ra chiêu. Một khi anh tung ra chiêu á là hòa thượng á nghỉ yêu. Thằng này lâu, anh lét lên. Lên mày, trả thù liền. Mày vô lên. Con này được không? Anh kêu mẹ hai ba vô. Để anh nói cho mấy. Thôi thôi, đừng nói. Để là các bạn. Vô gì quá, để người ta ghép nè. Vô. Vô. Để anh nói cho mấy cưng nghe như thế nào mới gọi là bình dân đích thực. Vô. Ngồi ăn cá nướng, ngồi ăn khoai lang mà ngồi ngắm khói mà đích thực. Vô. Ủa, tự nhiên ngồi ngắm khói đích thực. Vô. Vô. Đó chính là bọn em. Người đó chính là mấy bọn em. Vô. 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 Ở chuồng dịch mà ra ngoài đường ngồi địch. What the hell? Vô. Chú đây. Vô. 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 Mẹ ơi, lấy hết. Tao lấy bà giáp này ra là nó rung liền nè. Lên vô. Cao cấp tụi bay tưởng ra hoài á. Nhưng thiệt ra anh đây cũng là. Anh không giúp em là đâu. Người. Là người. Nhưng mà một khi tung chiêu là chết. Nếu mà bị lết á là kêu cấp cứu. Còn tụi bay nói trời tao là chuồng dịch. Xin lỗi tụi bay. Tụi bay là chuồng heo. Anh xin gấp thẳng. Cái gì ở cái này có phải chuồng dịch đâu. Chết bà ơi. Nãy nó bị mất cái đầu rồi không cảm mày thấy. Mày cầm dít đi tao đi kiếm miếng kia lại. Là ôn dịch mà. Sao nói lại đi. Tiếp anh Hành nó chửi mà là chuồng heo kìa. Còn gì nữa đâu. Đây vô gấp vô. Rồi gấp. Tụi bay cứ nghĩ tụi bay là chuồng vịt nhưng mà thật ra tụi bay đang ở cái chuồng vịt. Ôi trời ơi. Vô. Vô. Để cho người ta gặp. Mày anh đang suy nghĩ gì vậy? Hồi nãy bên chị mình là cao cấp nhưng mà thật ra tụi bay chỉ là bình dân mà ngồi có sĩ mà ngoài đường. Tụi bay tao nhưng mà tụi bay không phải là đô vật quyền anh. Thật ra tụi bay chỉ là một mấy thằng đánh tranh. Ghê chưa, ghê chưa? Vô nhã. Cao cấp đã ngu mà còn bị lú. Tiếp. Mày giúp tao thêm phụ. Không lẽ mình tao chiến bốn thằng. Để anh gáp cho mấy chú nghe. Vô. Yeah. Vô. Yeah. Vô. Yeah. Vô. Yeah. Dê leo. Dê leo. Dê leo. Dê leo. Dê leo. Tao anh cũng tao. Tao đó anh. Coi lại. Anh sẽ biết cho mấy đứa một bài nữa nè. Mày nhìn anh. Biết cười biết ta trăm trận mà trăm thắng. Tụi bay chỉ là mấy con mà cóc cắn. Tụi bay. Cái gì nữa. Tụi bay dương. Tụi bay cứ nghĩ tụi bay dương lên từ dưới đáy. Nhưng mà thật ra tụi bay không dương lên từ dưới đáy. Tụi bay chỉ là một hạt gạo. Thôi đi về đi. Gáp hết lời rồi đi về đi. Lạnh vậy là bên kia hôn mình á. Bài không ơi. Gáp hết lời kìa luôn á. Không gáp lại đâu. Không gáp lại đâu. Thôi đặng. Thôi cầm về nhà đi em đặng. Cầm về nhà đi. Ai!
Rồi 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 rồi. Ơi 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 ơi. Trời đất ơi, con bà quên nha. Trời đất ơi. Bài rồi. Quà rồi. Quà rồi. Kiếm gì vậy? À, đúng, kiếm áo cho quà. Kiếm áo cho quà bà em. Quà có rồi. Nè quà nó rồi, đẹp nha. Ờ, về đây. Ôi, đi dài, anh để 10 lần với chục. Đâu bố. Để cái... Mấy anh em tốt không à. Vô là máu dụm mà. Về anh em ơi. Về. Chọn rồi, nó chọn. Sao kìa, làm gì hoài vậy nó gọi. Thôi anh về đi em. Cầm chuối làm gì vậy? À, chuối em về bóp gỏi. Hồi nãy mới bắt được con cá lóc. Về bóp gỏi đùa, à lộn, bóp gỏi chuối. Thôi cho em về nhanh Phú. Thôi chạy về. Mà anh Phú. Chưa kiếm được áo mà anh Thành. Kiếm được rồi. Chưa kiếm. Hỏi cho ăn thôi. Hỏi thôi, vô ăn nè. Chưa kiếm được áo anh Thành luôn quá. Không biết đeo rồi. Kiếm áo anh Thành đi bay làm gì hả? Vô ăn nè, bỏ qua đi. Đi. Chút kiếm. Ừ, vô gì à? Hả? Cái vô gì vậy? Sao vô ăn rồi mình Phú. Quả nó rất cao dưới sông em đợi mò cho nó mà. Mò gì vậy đó? Có nhiều đó chuyện mà tụi này cứ làm màu màu lên á. Kéo anh Thành xuống dưới nó té cái em lôi lên mà tự nhiên nắm đầu em cái em lôi ngược lại không sao. Không có chuyện gì. Em bị trượt chân cái em té xuống dưới luôn chứ không có gì. Là mấy em kéo lên kịp đó anh Phú. Không là té dưới sông rồi. Không biết sao. Quá hè luôn quá hè. Em cho dám đường nha anh đường Phú ơi. Anh qua bên đây điều tra. Anh Phú ơi. Không có gì đâu. Là cây này mới đủ mấy đứa hay sao chứ. Dì anh Phú. Kể lại tình hình sự việc lý do gì. Nãy em với anh Thành chơi thải áo. Mà thải nó bay xuống hầm cái nhỏ nhả lụm giùm. Cái Thành đi xuống cái nó bị trượt chân nhả nắm đầu lôi lên. Cái nhả trượt xuống cái Thành nắm đầu lôi lên. Cái Nguyên cái gì Nguyên kéo hàng em lên. Cái mấy anh em không biết sao mà. Cái con gì chạy đó mấy anh em dí đập quá trời đập luôn. Nãy không phải là ờ, kia làm gì cái chú này. Cái chú này hả? Hồi nãy anh Thành nó bám vô kéo nhả lên cái nó gãy á. Cái em đem đi chồng rồi nè anh Phú. Đúng nặng. Đúng rồi. Gì không có quýnh. Không phải là hồi nãy em với anh Hòa. À nãy thôi đâu. Nãy nhả bấu vô thành đau anh luôn sao. Đúng rồi. Xíu về em xức thuốc cho nó là hết rồi. Thôi đi ngủ anh em. Thôi em đi ngủ nha em Phú. Bạn thôi à. Thôi bắt tay đồ bên kia cái coi. Thì hình tình đồng đội kìa. Ừ. Hồi nãy quên cảm ơn nó nữa. Trời ơi. Đi về quên cảm ơn gì hết trơn anh. Kỳ quá. Ê. Ông nha. Quá tốt. Chạy bơm anh Hảo coi. Ơ hai ơ bơm anh Hảo. Ơ 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 ơ. Em ôm xong rồi em đi về. Ê đừng xong. Đừng xong. Ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê. Rồi sao? Sao kích động với người giỡn. Em giỡn á mà. Cảm ơn cái kích động đúng không? Ôm ôm cái lúc động khóc luôn á. Trời ơi, cảm ơn lấy áo giùm nha. Về nha, bye. 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 Về lắm ơi, về. Bye. Bye. Muốn thấy không? Bye. Tụi em rất là tình cảm. Ôm cái đó nè. Bye. Không sao. Không sao. Cái chuyện bình thường. Cái nào? Bye. Xả dao thôi, xả dao thôi. Xả dao thôi. Về về. Hẹn bữa nay gặp lại với làm. Bye bye. 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 Không có gì thấy không luôn. Thấy không? Anh em. Anh đi. Anh em yêu thương nha bình thường á. Vô anh. Thấy không? Được chưa? Thôi giờ mời các bạn nha. Bình dân của mấy anh em mình á. Tuy nghèo nhưng mà đầy đủ nha các bạn đây. Tất cả cá ở đây anh em mình đã nướng xong hết rồi. Thanh long đồ luôn. Rồi bây giờ nè, bây giờ thanh long á thì anh em mình chia vậy nè. Anh em mình sống tình cảm với nhau đúng không? Rồi mày thôi ăn đi, thấy mẹ nó nhiều rồi đó. Rồi mà hai người này trái ông nhỉ. Anh em tình thôi, cảm với vậy nhau được rồi, vậy được rồi. Không à. Sao? Thôi anh em tình cảm. Ăn chung đi, sắc đi. Ăn chung đi. Rồi, okay. Sắc đi đọc đi. Anh Hảo, ủa nó bỏ nhảo. Em biết rồi, em mới nhớ rồi. Thanh long này ăn cái ruột không nên. Anh đang bị tay ăn không nên. Ăn vỏ thôi. Anh nên ăn cái quai này nè. Để nó mọc ra dây cá, bơi gió đỏ. Ủa ai nói cưng rồi ăn cái quai này nó mọc ra dây cá. Nè, không thấy giống dây cá hả? Ăn đi. Ăn cái này ăn được đâu mà ăn bay. Mà nó chứ thôi ăn chung đi. Nè thật anh em không à. Ơi, ơi có gì đâu. Anh em thật. Thôi Thảo ơi. Mời các bạn ăn trứng cá cá mập nha. Mời các bạn ăn thanh long nha. Mời bạn ăn thanh long nha. Tao muốn ăn miếng thanh long rồi. Đừng. Gì vậy?
đưa tao hết, ngon quá, ngọt quá. Nước này ngọt quá. Không quên nữa, nói chuyện với anh Cagamen xíu. Anh Cagamen, hồi nãy anh lại mét anh Phú tụi em quýnh lộn đúng không? Liệu hồn anh với tụi em đó. Phú mày. Dạ. Anh mới cứu mày đó. Anh mà không chạy đi mét anh Phú á, là bên kia quýnh mẹ không nổi luôn rồi đó. Đúng rồi, em xin lỗi anh Cagamen nha. Ê thật, công nhận thanh long ruột đỏ ngọt ghê ha. Đâu có, ăn trộm nó mới ngọt vậy á. Ăn trộm đâu mày, tao với anh Hảo xin cáo lỗi rồi. Rồi xin camera, qua camera, mốt lại trả lại tiền cho. Đúng không anh Hảo? Đúng rồi. Ừ. Mà lỡ quên á thì anh em khỏi trả luôn. Ui, con cá rô này trứng chà bá luôn. Mời bạn nha. Nhìn con béo. Mời bạn nha. Thịt ngọt. Đây nè, thịt gà nước nè. Mời bạn lần nữa nha. Hình như là anh bị cảm rồi. Ừ, anh sao vậy? Có làm sao không anh? Cảm thấy nhớ em. Anh. Xế chiều rồi các bạn. Bây giờ mình cho mấy em vận động xíu bằng cách là ra cái bãi đất trống phía bên gần cái khu nhà hoang này các bạn. Đây, là kia. Đó các bạn, cái bãi đất trống đó đó. Mình qua đó làm gì nói cho mọi người nghe coi. Đánh bóng chuyền. Loạn xạ gì? Làm gì? Đánh bóng chuyền. Cái gì vậy? Đánh bóng, đánh bóng chuyền, đánh bóng chuyền thì tùm lum gì? Lại, làm cái gì nè? 1, 2, 3, đánh bóng chuyền. Đúng cái này thì chứ. Đánh bóng chuyền chứ ai đánh bóng chuyền. Let's go. Đi thôi nha. Cầm cây đâu hả? Đi làm cái gì đó anh Vu. Cái gì là cái gì? Đi làm cái cây là cần lưới. À đúng rồi. Có vậy thôi mà còn không biết trả lời. Ngủ nhiều, ê kiểu như ngủ nhiều quá lú nè. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức một trận thi đấu bóng chuyền giữa hai đội, đó chính là đội bên này đội tên gì? Tên gì? Đội cao cấp. Cao cấp, đội bên nhà là đội bình dân. Mang cái tên gì cho nó nghe hổ báo chứ kì. Đội em cấp cao. Chùm săn mồi. Chùm săn mồi. Vâng, con bên đây. Lấy là nó đi săn cao cấp á. Cây lắp. Gì? Cầu lao. Trời. Tên đội gì cây lắp là cái gì? Tên đội là Bá vô đây mà húp. Oh, vâng. Đội Bá vô đây mà húp và đội Chùm săn mồi. Bá vô. 15 điểm nha. Ai 15 điểm trước đội đó thắng, ok. Và đội thắng cuộc sẽ được đội thua cuộc ngày hôm nay phục vụ. Và đội thắng cuộc được quyền yêu cầu cung cấp đồ ăn hoặc là phục vụ gì đó tùy. Một trong hai. Được không? Chọn một trong hai nha. Một là cung cấp đồ ăn, hai là phải phục vụ đồ đó. Ok men. Vô. Tù xì đánh banh đi. Lấy banh chứ. Rồi đội nhận áo trước. 15 điểm nha các bạn.
Sẵn sàng chưa? Giao bắt. Hay quá. Quá đỉnh. Quá rồi. Tốt. Bây giờ một điểm dành cho đội Quang Hương. Ê, một điểm dành cho đội. Bá vô đây mà nút. Bá vô. Một điểm đầu tiên. Rồi. Giao bắt. Quá ghê gớm. Quá hay. Rất cứng các bạn. Quá nhẹ nhàng. Hay quá. Quá luôn rồi. Vâng, xin chúc mừng đôi em. Hai điểm dành cho đội Bá vô đây mà nút. Bá vô. Cái đội này săn mồi gì kỳ vậy? Chùm săn mồi săn gì vậy? Hả? Chùm săn mồi là phải đợi con mồi ăn no rồi mới săn. Vô thật. Đâu có ai săn mấy con mồi ở miếng chi. À, rồi ok, hiểu. Vô. Tiếp theo. Vô. Vô anh. Này không. Ôi à, thật là đau đầu với bạn Quyền của chúng ta. Anh Phúc nhức đầu quá, nhức đầu gì không có đối thủ. Trời, gáy nó kìa, Trời ơi, đội Bá đi mà nút gáy rồi kìa, chùm xanh màu đâu, lên đi chứ hả? Giáo anh. Hay quá, cứng quá. Qua luôn kìa. Đập luôn. Một cú đập rất đẹp đến từ nhà ngao. Gỡ một điểm về cho đội mình. Tỷ số là 1-3. Trời, anh không thấy tim em đứng im luôn hả? Nhường đó. Nữa, anh mới thấy là anh đang định nói bên kia là có tuổi với tụi cưng rồi đó. Tiếp tục em. Giao banh. Trọng tài xác định banh chưa qua lưới. 4-1. Chưa qua. Giao banh em. 4-1. Dưới lưới. 2-4. Hay quá nhà ơi. Hay quá ta đây. Dưới lưới. 3-4. Cái nhà nó buồn nha các bạn. Có sao đến vậy. Ê, trọng tài chưa kêu giao banh mà. Lộn gì. Được nha. Không, lại đi công bằng đi. Trọng tài nằm đâu? Không, mà quánh trọng tài luôn kìa mấy anh em. Chỗ này chắc phải chừng 10 điểm luôn á. Tỷ số 3-4. Cháu đâu? Ở Thành ơi, ghẹ ơi, chứ bít nha, chơi lầy quá ghẹ. Giáo banh, 3-4. Vô lưới. Rồi, bên kia đi nhặt banh không cũng mệt luôn á. Tỷ số là 5-3. Trời, bạn đánh gì đâu mà mất ngủ luôn, trời không có đối thủ gì hết. 5-3. Giao banh. Quay. Tỷ số rất nhanh. 4-5. Cái gì mà lông nách ở đây? Nhảo vô một cái thấy hai chùm lông nách chụp bá lửa luôn. Cưng bớt vô gì được anh được không Lân? Quá trời quá đất rồi. Vô hả các bạn em à. 4-5. Giao banh. Chết mèo con. Quê tao nè. Thành kia, thanh niên kia nó là màu thế kia ta. Chết. Hay quá. Rồi, 3 bát luôn rồi. Đẳng cấp dính 2 bát rồi, 1 bát vô tay, 1 bát vô cầm rồi. 5 đều. Một tràng vào tay dành cho tỷ số. Đều. Làm gì mày? Dọc xinh đã hơn đánh mày ơi. Làm gì hết mày ơi. Ăn cái mày không đã? Thôi tao không ăn mày ơi. Tỷ số là mấy đây? Giao ban. Anh thanh niên kia giao ban kiểu gì? Ờ, qua. Không qua rồi. Không qua lưới nha các bạn. Qua hả? Qua đâu qua. 6-5. Nè, cẩn thận không có đồ ăn mà còn phải phục vụ người ta nguyên đêm nay nữa nha cưng. Kèm phục vụ hả anh Phu? Kèm phục vụ. Một là phục vụ, hai là phải đi mang đồ ăn cho người ta ăn đó. Quá. Kia làm gì chạy múc trời mây kia vậy. Bắt đầu tới giờ lầy rồi đó. Đó. Trời ơi. Anh caramel anh đi lui ra ngoài anh ơi. Anh vô sân luôn rồi anh. Tỷ số đang là 6 đều nha các bạn. Lục. Hoài. Hồi nãy giờ ai cứ quăng đất lên trời ta. Anh thấy quăng. Qua biểu.
đất là chạy lắm cô. Hết đất. Em cầm cái. Đông thật kìa, cầm đất mà. Không nói nhiều, cài nữa 30. Thôi cầm đất kìa cô. Thôi cầm hả. Cầm đất làm gì? Em đâu ném rồi luôn. Em lại đây, em cầm đất làm gì? Em cầm đất thì cho tay trơn dễ đánh bóng mình thôi. Có không? Có. Dạ. Rồi đánh hết cục đất luôn đi cưng. Vô, vô. Tỷ số đó là 6 đều. 7 luôn. Sao? 6 đều. Trái mà. 7 mới ăn trái. 7-6, số này cưng. Tỷ số 7-6. Giao banh. Em giao banh đâu ạ? À, Đặng lưới ở đây mà cứ giao đâu vậy? Tỷ số là 7 đều, giao banh. Hay. Hay đó. Lỗ. Quá hay. Quá nhịp nha. Đắp. Ngân né luôn rồi. Tại sao Ngân né? Ngân không chở banh Ngân. 8-7. Giao anh em. Gì? Trời đất em. Vui mà. Trời đất em. Vui mà. Thật ơi. Cho mày. 30 cái. Chọi ai hả? Mày chọi ai hả? Ê, bớ kiếm chuyện chứ. Ai khác nhỏ. Mày chọi ai hả? Đâu hút hoài vậy? À, không có liên quan tới bà. Mày chọi ai hả? Quân cốt tao hả? Cái gì? Chọi ai? Đồng đội lên. Cái gì? Thằng kia đây. Tại sao? Thằng nào? Rồi đó, bắt đầu. Rồi cái này thừa nhận đến lòng chưa? Cái này thừa nhận đến lòng chưa? Hả? Cái này thừa nhận đến lòng chưa? Rồi, rồi, xong rồi. Hoàng cứ cho đánh thoải mái chút nha các bạn, chứ giờ cạn không được đâu. Để làm gì Hoàng? Làm gì? Làm gì? Rồi xong rồi đó. Rồi xong, xong. Xong. Đứng dậy. Đứng dậy. Đánh đại chưa? Anh tàng hình đúng không? Anh nói gì không có nghe à. Anh thủng bể chân luôn. Sao chừng quá anh cũng rồi nào thấy anh thấy. Đó, anh nói chung là bây giờ là anh vô hình rồi đúng không? Anh tàng hình ở đây đúng không? Anh có em hình gì đây? Em không có nghe, xin vô lỗ tai em rồi. Đứng dậy. Vô lỗ tai em rồi. Đứng dậy. Cho mày điếc luôn. À, anh kêu gì vậy anh Phú? Anh Phú hỏi mày cải két gia đình hả? Không có. Anh Phú, anh nào đá em cũng nghe chứ. Anh Phú cái này quạng em thôi. Đang quạng gì? Cái này cứ giỡn không à? Tôi cưng có giỡn không? Không à? Giỡn nè. Giỡn. Xong chưa? Thôi vô đánh đàng hoàng Phú, tập trung đi. Vô. Vô anh đâu? Đó. Đây các bạn. Không còn cái gì. Ký đầu kìa bây giờ. Vô xong. Trời ơi trời. Xong trận đấu này. Xong clip này anh xử mấy đứa sau. Lo chuẩn bị tinh thần đi. Còn bây giờ thì quyết chiến đi. 8-7. Yeah. 8 đều. Em xuống dưới thì mọi người đứng cho em nhiều nữa. Dữ à? Tại vì chờ. Ba vô. Bạn thấy mình hay không? Quá tuyệt vời. Cái này khen anh đúng không? Em nói bạn mà em hỏi anh đánh hay không? Bạn đánh không? 8 đều. 8 đều. Chạy lại. Mày đứng sau lưng. Giao anh. Rồi, chào đây. Tao mày bao sao không bà? Hay quá. Hay cất quá luôn kìa. Đúng rồi. Quá hay. Hay quá. Đập trên lưới. Một điểm dành cho đội em nữa. 9-8. Bả vô đây mà nút anh biết mà. Bả vô. Ờ hai bay được lắm. Hai đứa bay được lắm. Đợi xíu anh xử hai đứa bay. Bả vô. Rồi bà nội kia nữa. Người ta ban đánh chứ phải ban đá đâu đá nguyên. Tỷ số đang là 9-8, đang dần rút ngắn rồi đó. Cố gắng lên nào. Giao banh. Hay quá. Tốt. Con luôn. Vâng. Hết bát rồi. Chín đều. Giao banh. Dưới lưới. Dưới lưới. Không chín. Giao banh. Đáp. Hay quá, một cú tranh tuyệt vời đến từ Đà Lạt. Vâng, tranh rất tuyệt vời. Một chân. Ba vô. Mà nút. Đúng không?
Dạ. Hồi một chút rồi em bái vô đây mà núp. Em bái vô đây. Anh xử em á. Một chín. Anh ký đầu cưng bây giờ. Giao anh. Rồi xong bỏ luôn. Hai chín. Thắng là bên kia phải hầu hạ bên cưng đồ ăn thức uống trong chiều ngày hôm nay. Hầu hạ hoặc là cung cấp đồ ăn thức uống. Hay quá, hay quá Thành ơi. Trăng. Trong nha các bạn. Đập một cú đập rất là tốt đến từ nhà ngáo. 0-2. Trong một khúc luôn này nè chị hai. Cái dấu đó đó đó, cái lộ tao đó, cái lộ chi vậy? Nó chụp cái eo cái đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè, cái đây luôn nè. Ok. 0-2. Giao anh. Này có vẻ trình độ của các tuyển thủ chúng ta rất là tốt các bạn. Có cái phong độ rất là tốt, đánh banh rất là nhuần nhuyễn. Đập luôn. Quả thương đỡ không được. 1-2. Tỷ số đang dành rút ngắn dành cho đội nhà ngáo đó các bạn. Bên này có cầu đập đặng mà hầu như không ai nêu banh được cho đặng cấp đập cho nên không đập được. Còn bên này ghẻ nêu được. Nhà ngáo có những cú đập rất là đẹp nha các bạn. Vô. Vô banh. Cố gắng gỡ đều luôn nè nhà ơi. Rồi một cú đập đến được đẳng cấp quá tuyệt vời. 3-1. Ghê. 3-1. Giao banh. Một cú đập đến từ nhà ngâu. Tốt. Nhưng ngoài rồi các bạn. 4-1. Và bây giờ là điểm số cuối cùng để xem coi đội của Bá Vô Đề Mà Núc có chiến thắng trước Chùm Săn Mồi hay không. Chúng ta cùng chờ xem. Giao banh. Bình tĩnh nhé. Tốt. Rồi xong. Chia 4 cùng đội Chùm Săn Mồi. Và ngày hôm nay đội Bá Vô Đề Mà Núc đã giành chiến thắng. Anh nói gì không nghe. Lý do gì? Bá Vô xin vô lỗ tai rồi. À vậy hả, quánh lộn cho nhiều nhiều vô chút nữa cho nhét cho đầy luôn cái bàn học luôn. Phải rồi, em là gắn kết với cái tên luôn anh Phú. Ừ đúng rồi, Bá Vô Đề Mà Núc. Bá Vô. Bá Vô. Ừ. Xong anh Phú, giờ mấy đứa này phục vụ em phải không? Đúng rồi, đi về phục vụ em. Đi. Đi. Xong với mày. Rồi xong rồi. Thay đồ lâu chứ gì? Từ chứ thay đồ chứ. Em là đắng. Sao? Cái bữa mà hôm hái măng cục á, tao không biết leo cây xong rồi tao bị mất điểm bởi quà luôn. Trời, không biết leo cây là thua rồi. Ừ, không mấy bây giờ mày chỉ cho tao leo cây đi. Nè, cái nè. Chèo lên cái một lên lên rồi. Cái đó là quá dễ rồi. Tao cần cái khó để một bước lên mây luôn á. Trời, cái dễ mà không chèo lên được mà mày chọn cái khó luôn hả? Tao là một người thích thực hiện cái khó xong rồi mới thực hiện cái dễ, đúng không? Ý là mày không biết chơi cây mất điểm với Nguyên á hả? Đúng rồi, nó đó. Giờ mày muốn lấy điểm của Nguyên đúng không? Đúng rồi, chỉ thôi. Giờ đi theo tao. Rồi. Nó đây. Đừng nói tao, mày kêu tao leo cây chuối cho mày. Nó đó. Ủa sao leo? Đúng á. Trời, cái này là cây khó nhất rồi đó. Mày mà trèo được cây này là mấy cây kia mày bao trèo lên được luôn. Ờ, rồi mày làm mẫu tao được không? Mày làm không được hả? Kiểu là phải tập làm mẫu rồi á. Cái gì mình dạy cho người ta mình cũng phải làm mẫu trước. Rồi ok. Nè, trước tiên á, mày đặt chân ở đây. Ờ. Một bước lên luôn rồi nha. Ê, khoan rồi rồi, mày thấy trơn. Không được. Cái này thấy trơn rồi. Quan kia Thành. Dùng lỗi kỹ thuật của mày. Chuyện sao? Lửa cái nào ngon ngon chẻo được chứ được mày. À cái này nè. Đó. Đù. Hả? Dạ. Chôm chôm mượn mày. Vì mày không lo nhìn tao chèo mà nhìn chôm chôm tao mày. Sau khi leo tiếp đi. Thằng này làm mất hứng tao luôn rồi. Thấy không? Ừ. Bám vô xong rồi chèo từ lên. Ừ. Đó. Giờ mày lên đi. Cầm gì?
Đúng rồi. Chân đạp gì? Đúng rồi. Chân bên đây đu lên. Đúng rồi. Kỹ mày. Chịu khó đi. Chèo cái này được mà mấy kia mày bao chèo được luôn. Ok. Bám vô. Chắc vô. Trời ơi. Đàn ông mạnh mẽ lên coi. Thôi mày khỏi chèo đi. Tộc trời như mày chạy khó quá. Kệ mày luôn, không thầy trò cũng làm nên nè. Thôi, thầy cũng nói rồi, không thầy đố mày làm nên này. Ê ghẻ, gì? Xịt nước hoa hay gì mà thơm vậy? Nước hoa, sao bông gội đầu của người ta đó. Tôi nghe mùi giống sữa tắm lắm nè. Sữa tắm đâu, dầu gội của người ta mà ba. Hả? Sao cái đầu mày thui vậy hả? Tại mày á. Sao tại tao? Tại mày có xà bông không chia cho anh em nên cái đầu tao mới thui vậy nè. Làm sao tao chia cho? Mà xà bông đâu mày gọi vậy? Nãy tao lụm đằng kia kìa. Đằng đó hả? Ừ. Ê mày, mày coi còn hạn không? Mày gọi vậy cũng tóc hết á. Mày yên tâm đi, còn thơm là còn hạn à. Ê mày, đằng đó coi còn bịch nào không? Hẹn cái tình bà Ngân này luôn á. Kêu bà mang xà bông gội đầu đi gội đầu nè, giờ không có rít muốn chết luôn nè. Bà nghĩ tôi có không? Hồi nãy lúc mà đem đồ chuẩn bị ra xong tắm á, tôi đi ra cái gớt đâu mất tiêu rồi. Ê Thành. Hả? Sao cái cặp mày thường ngày nghe mùi hành, sao nay nghe mùi tỏi dữ mày? Phải nghe mùi tỏi không luôn không? Đúng rồi. Vậy là thành công rồi. Buổi sáng là mày đề xuất đi nhà quen đúng không? Cho nên là tao về nhà, tao đập tỏi tao bỏ vô ba lô của tao để trừ tà nè. Ê, tao tính ra một mình ghê luôn hả? Gì mày? Giờ cái tép tỏi á, mày lột vô mày dục vô cặp cũng được mà sao mày phải đập vô mày? Thì á, thì mình để mùi tỏi nồng nặc gì nè. Những thứ xung quanh gọi là tà ám đồ á, nó mày không dám lại liều của mình. Mày thấy giờ là thơm mùi tỏi nè. Mày thấy có sáng giờ có tà ám gì lại liều mình không? Hèn chi sáng giờ nghe mùi tỏi một vòng đây mà tao không biết chỗ nào luôn á. Tao làm gì là chỉ là muốn tốt cho anh em thôi. Thôi mày vô mày lục chúng ta cục sàn dưới phòng đi. Chứ cái cặp mày toàn mùi củ quả vậy không à. Để đồ cặp tao nữa nè. Sao nồng dữ ta? Nhớ sáng có bỏ tép tỏi à, làm gì nồng dữ à? Chiều rồi không lo đi kiếm đồ ăn thức uống đi, ngồi đây. Kiếm gì anh muốn? Không có đồ ăn rồi tối nay nhịn hay gì? Nhịn gì anh muốn? Tụi em kiếm buổi trưa rồi, tụi em vừa kiếm buổi trưa mà vừa kiếm giùm cho buổi chiều luôn. Để sao chiều nay khỏi gần kia đi kiếm. Rồi có, trời chiều nay ăn cái gì? Trái măng cục. Măng cục nè. Gì măng cục mày? Măng cục đâu có hay vậy? Lộn. À trái thanh long. Đúng rồi, thanh long. Trái thanh long ơi. À trái thanh long. Ở đâu có thanh long hay vậy? Mềm xinh lên mới. Xinh. À xin được luôn, gọi dây. Thanh long nữa gì nữa? Trái thơm. Trái thơm là trái gì? Thì trái thơm. Trái khóm mà. À lộn, trái khóm. Đúng rồi. Ok, vậy có đồ ăn này ha. Mình như đó ăn sốt rồi sao? Có gì? Khoai mì. Có nữa hả? Đúng rồi. Ồ, vậy là quá đã rồi. Khỏi cần đi xin toàn hàng chi. Chiều ra đánh banh khí thế, không cần quan tâm đến chuyện đi kiếm đồ ăn luôn. Tụi em thủ mà anh Vũ. Anh làm xong clip chưa anh Vũ? Xong rồi, xong mới đầu mới ra coi tình hình mấy đứa nè. Rồi ngồi đó chơi nha. Dạ. Tính ra mấy đứa cũng biết lựa chỗ ngồi dưới chứ, ấm ha. Ấm chứ anh Vũ. Ấm không? Ấm, tại vì sáng á là mấy em đi săn bắt đồ nè, lội nước đồ lạnh lắm. Cái trời nắng chiếu đây nó hấp thụ đây hết rồi. Giờ tụi em ngồi ở đây sưởi ấm xíu anh Vũ. Ráng ngồi lâu xíu nha cưng. Lâu xíu đi. Còn mấy thanh niên này tới giờ ngồi đây đuổi hoa bắt bướm nghịch ngợm cái gì đây, không lo đồ ăn thức uống đi. Thì tại là tụi em đã thắng rồi cho nên giờ đợi đội bình dân qua phục vụ tụi em thôi. Đợi phục vụ thế hả? Dạ đúng rồi. Sung sướng quá ha. Nên... nay đã cao cấp mà còn được phục vụ nữa, trời ơi con như bằng. Thằng hát nó sướng hơn cái vụ đấu giá anh luôn. Thằng mày mới chê hồi trưa là cao cấp chán hơn là đấu giá mà mày. Mọi cái thì nó có mọi cái sướng khác nhau đúng không? Có việc mày bớt lương cho tao đi. Thôi không có chuyện. Con lương chào má luôn đằng sau lương anh luôn đó. Em có một bánh bông muốn tặng anh. Mày nói làm người em nhé. Nói. Cái bông nó nồng nặc quá, bông gì á? Thơm không? Thơm mà thơm kìa quà, thơm kìa. Thơm nặng. Anh nặng, anh nhận cho em. Nhận luôn nặng. Cảm ơn nha.
Cứ đưa nó nhận xong nó cho người ta vậy là sao? Ném được rồi. Dạ. Trả đi. Bông hoa này không xứng đáng cho mày nữa. Cái gì? Dạ nó sẽ xứng đáng cho Nguyên. Ghê. Thành ơi, giờ sao em? Em không à. Anh em giúp đỡ lẫn nhau không anh Phúc? Đúng sao rồi anh Phúc ơi? Đúng rồi anh Phúc. Cái kiểu như là bông hồng của team thì nói chung là bình thường đúng không? Đâu có gì đâu. Anh em mà nói chứ. Ôi trời. Sự yêu quý thôi. Yêu quý thôi đúng không? Ai bón phân được bón anh dạ cái tay của em bón lắm rồi. Trời ơi cái tay của quả nó thúi xinh luôn á. Lại em mới nó bóc trúng gì thúi quá thúi như mắm ủ luôn các bạn. Ê thật. Gì? Sáng giờ mày có thấy anh Hảo không? Tao đâu có mù đâu mà không thấy ảnh mày. Ý là tao hỏi mày sáng giờ mày có thấy ảnh bình yên quá không? Bình yên? Ừ. Thì trước giờ ảnh vậy mà. Thì đó. Bây giờ tao với mày lên kế hoạch tạo sóng gió cho ảnh đi. Là sao mày? Muốn biết không? Đi theo tao. Đi. Thằng quỷ này kế hoạch đâu có vô té đâu mày. Sự cố mày muốn rồi. Thằng quỷ nào đào cái lỗ ngay đó kìa. Rồi vô chú này chính đi. Bây giờ vậy nè anh Hảo. Sao cơ? Bây giờ tụi em đang thèm mì cay trà sữa. Rồi anh không có tiền đâu anh bao tôi cưng. Đâu không có. Ý em là bây giờ mình chơi trò chơi để lấy trà sữa mì cay á mà. À chơi trò chơi vậy. Anh biết cái trò mà bịt mắt mọi người không? Biết. Đó. Bây giờ á là anh sẽ bịt mắt, sẽ đoán hai em. Nếu mà anh đoán đúng á thì em miếng thật chung trà sữa cho anh với mì cay. Còn mà anh đoán sai á thì chung lại cho hai em. Tưởng đâu cưng chung anh luôn chứ. Đâu có. Sao chơi không? Ủa sao hai cưng không bịt để anh đoán? Thì anh bịt trước đi, hỏi tới tụi em bịt. Sao anh chơi không? Nói nhanh đi trời. Trời ơi, anh ngán hai đứa cưng gì? Chơi. Thật, lấy bịt mắt. Chờ đi, nó lấy bịt mắt xong rồi vô trò chơi luôn. A few moments later. Rồi, anh đưa mặt đây. Anh bịt mắt cái đi rồi em dẫn anh đi. Ê, đừng dẫn anh xuống hố nha. Không có đâu, em mà dẫn anh xuống hố á, em làm cờ hố luôn á. Với lại đừng dẫn anh mò bậy bạ nha, mò xít á. Không có đâu, anh yên tâm đi. Bây giờ em dẫn anh đi mọi người đàng hoàng luôn. Em mà dẫn anh đi mò xít á, em làm con anh luôn á. Mà thấy không anh Hảo? Thấy. Ừ. Thấy gì anh? Thấy bông tối cơ người. Ừ, vậy là không thấy rồi. Rồi. Đây, bắt đầu chị chơi nha. Đi nha. Đi theo hai em nè. Đi. Anh không thấy đường. Rồi em dẫn anh đi nè. Để Hảo. Hai bài làm gì? Nhỏ anh em xíu nha. Làm phiền xíu. Đi nè, đi theo em nha. Tới đây nè. Ê, bày, sao mày không bắn lại? Giận anh vậy đó. Có gì hồi chia cho trà sữa mì cay. Đây, anh chung hai đứa thôi nha. Em đang nói chuyện thật. Ê, em nói chuyện nhã. Rồi nè, chuẩn bị nha. Bây giờ, ê, nói rồi nha, này mò, mình mò đàng hoàng nha, mình không mò vô mấy chỗ ấy nha. Nha, nè, mình mò đàng hoàng nha. Đàng hoàng nha. Ở trên áo. Rồi. Bây giờ anh đứng im nha. Em lấy tay anh, em đặt vô. Anh đón đúng người nào á thì anh chiến thắng. Anh lấy cái giải thôi, ok chưa? Ok. Nè, chuẩn bị nè. Ê, khoan. Vậy nào? Ủa này nhỏ nào à? Thì, rồi. Anh xác định được đó. Ở trong team mình có hai bạn gái. Giờ anh xác định được rồi, anh cứ đón đi. Đón đi nha nào. Đó. Ê khoan. Sao nào? Không được. Làm gì không được? Hai đứa con gái lỡ anh đụng trúng gì sao cực. Em lấy tay anh em đặt mà. Em coi mà. Được không? Được. Được. Nè lại nè. Được chưa? Được chưa? Rồi. Nè. À. Đó. Nè. Ok nhận ra chưa? Ê. Nào đứng đây đón xíu đi. Nè nó đó trước mặt anh luôn á. Giờ anh đón nha. Đón gì nha anh Hảo? Rồi đâu? Đâu để anh đón ơi. Đâu? Ủa rồi đặt đâu nữa? Thằng kéo đồ mắt xuống là được rồi đó. Ủa? Thằng đó không kêu mày. Anh lớn rồi mà anh trắng. Sợ muốn em hả? Anh biết gì đâu. Anh muốn chặt chậu cái hoa hả? Anh không biết. Đang. Ủa này anh thật. Thằng đợt có bịt mắt anh mà. Để tao kêu võ sư ra nè. Võ sư, ra sự đó nè võ sư. Mày chết. Chết đi. Nói vậy. Hôm nay chúng ta võ sư đây đó. Nào.
Ma chim su. Chặt cây cho nó ra. Mày phải không? Nó sợ sợ nguyên. Nó sợ đồng nguyên như nè. Anh tính ra, anh tính anh Hoàng. Xong mày rồi. Tao biết đâu, tao đâu biết. Mày nói đâu đó. Sao tao chưa cần gặp mày? Đưa đây. Thằng Hào, sao anh dám gần hơn của em? Hả? Có đâu, anh biết gì đâu, trời. Ơi, ấp dậy. Không mày rồi. Trời ơi. Anh Hào hồi nãy đang chơi bả nó đi lạc qua đây á. Về nào. Đang chơi bịt mắt cái bển rồi. Mày đi về chơi tiếp nha. Thôi sừng ăn nha chưa, sao anh pha đâu nha. Anh đai đỏ chứ không phải đai đen. Alo. Anh đai đỏ chứ đừng lên đai đen. Thôi tôi cũng đi về luôn nha. Ủa anh tưởng đâu mấy đứa là không ăn buổi chiều luôn chứ. Thấy sao? Đang giỡn hết vậy lắm mà. Sao không anh Phú, tụi em đói tới rồi phải ăn thôi anh Phú ơi. Tụi nghe nói đồ bình dân phục vụ mà đâu rồi. Đây nè anh Phú. Thấy kia đâu. Kìa. Anh qua xử lý với anh Phú. Ngó lên trời, trời cao có thấu. Hát gì nghe ngang cái cửa hả? Kệ nó đi anh Phú ơi, bên em hai đứa phục vụ để còn hai đứa nấu cơm cho hai em ăn đó chứ anh Phú. Không mấy tối nay tính sao chứ bên này có đồ ăn là nướng bọc này, cái mượn bếp người ta nướng được luôn nè, phục vụ cho tiện thể. Hai đứa lại biểu quay ngồi hát gì nghêu ngao, ngó lên trời, trời cao có thấu gì đây vậy? Anh thấu rồi đó, không cho ông thấu hai đứa đâu. Tụi em phải làm ở nhà nữa, còn cái này để cho Nguyên với anh Thảo làm. Cứ làm gì? Tụi em đi nướng đồ ăn. Nướng lại đây, nướng luôn đây nè. À, nhưng mà nướng ké được anh Vũ? Được luôn. Qua đây nha anh. Đi lẹ ơi, chị không có đồ ăn nữa. Rồi chế biến món ăn đi. Bạn nhau rồi đó. Làm gì? Chiều nay thì làm cái gì? Ăn lẩu anh Phú ơi. Anh Phú ơi. Đúng rồi, lẩu. Chiều nay mấy nay mình sẽ ăn lời nha các bạn. Rồi giờ bạn giao công việc lại nhớ. Lon cua cay. Lẩu cá cha. Béo lên Phú. Cá dồ. Béo lên Phú. Cá cha còn đỡ cá dồ á. Ở chà bá gì nè. Cắn vô cái ngập miệng vàng khè ngon. Mà luôn. Anh sợ luôn quay. Lấy ra coi. Nghe nói mấy con cá trong đó ăn béo lắm. Ngon. Cái gì? Cái gì em béo ngon? Cá cha anh Phú để em ơi cả. Cá dồ trong hộp cá dồ hả? Đúng rồi. Mấy con cá. Hôm nay anh đâu có mua cá dồ đâu cưng. Đi đây coi. Có mà anh Phú. Nè, có nè anh. À cái khứa là cá ba sa. Ủa, tao cá dồ. Cá ba sa mấy ông nội ơi. Cá lóc sao mà. Cá lóc mít anh Phú ơi. Cá lóc mít là cái gì? Cá ốc nóc á. Là cái gì? Cái gì? Cá nóc, cái nó phì ra đó. Nóc cái mỏ mà liền. Con cá ốc nóc. Con cá nóc mà. Con cá mà cắn cái dưới á. Nói vậy đi. Đội cao cấp ngày hôm nay thấy anh chuẩn bị cho đồ ăn hợp lý không? Quá hợp lý luôn anh Phú. Sao anh biết nay trời mưa chuẩn bị lẩu nè. À trời mưa trời lạnh lạnh cái này anh lẩu ấm áp tình người luôn đúng không? Đúng rồi anh Phú. Anh thấy lẩu Thái không Phú? Ừ anh thấy không thấy lẩu Thái đâu chứ anh thấy nó thay trái rồi đó. Tao bao nhiêu lần rồi Thành. Dạ. Không có đụng vô cái gì hết á. Để nó làm. Thôi im nha. Bình tĩnh nè. Anh Thành em nói giúp cho nha. Ok. Lần này thôi đó. Mày. Thôi bình tĩnh đi. Anh em không à. Đừng có chửi nó nữa. Anh em không làm gì dữ à. Có chơi tao thì lần sau có kinh nghiệm thôi. Anh em chơi lê cưng chơi lê. À chơi lê. Rút kinh nghiệm thôi. Đúng rồi, rút kinh nghiệm thôi. Đã là anh em trên hết là sống chết có nhau. Cái gì cũng phải bỏ qua cho nhau mày hiểu không? Mày chửi nó làm gì? Tao hỏi mày chửi nó làm gì? Đúng rồi. Mày quýnh nó luôn đi, mày chửi nó làm gì? Chị chửi mệt lắm, quýnh luôn. Không nói tao mà. Mày làm gì hả? Mày. Ra sao mày? Không được đụng cái gì hết á. Ok qua. Mày đụng vô cái gì là đổ bể cái đó à. Con này nữa mày đi ra luôn đi. Mày hời hợt lắm. Mày hời hợt lắm. Hên là hồi nãy làm tặng anh xem về coi phim heo nè. Thằng ơi anh đi. Hên á là anh Thành chỉ mới. Ở đâu có cái sim à? Ở đâu có cái sim ở đây hả? Không biết nè. Ê sim này tốt nha, gọi cái tới dưới luôn á. Thôi là anh Thành chỉ mới gớt hai trái lê thôi, phải mà gớt cái dĩ này là nhịn luôn. Đúng rồi, bò cô be. Wow, be. Người ta là cô be đúng không? Đây người ta gọi là kho be. Bò cô bé. Bò la lốt. Lo đi nấu ăn đi kìa, mà tào lao. Mày đi xác thịt kìa. Ở bên này hai người phục vụ đúng không? Bên này hai người nấu đúng không? Đứa nào đi xác thịt? Trời, muốn làm gì làm đi, tùy. Dạ là nào? Hôm này của em kìa. Dạ bà quen á là bà sắc chứ xài cho tụi tôi ăn trước rồi bà hãy làm được không? Bà này tào lao đó đó. Giờ bà muốn no bụng hay là sót bụng? Người ta làm lẩu trước cho ăn cho no, tự nhiên đi ăn xài làm gì? Con Nguyên nó nói đúng rồi đó. Giờ chờ lẩu đi rồi ăn trái cây sao chén miệng. Nhưng mà Minh Nguyên mày. Bình cái gì con Nguyên nó nói đúng mà. Không đổi mày ăn bên Minh Nguyên chi. Mày giống mày. Mà đổi đổi bạn nói đúng hơn á. Tự nhiên giờ đi ăn xài hồi sót ngược. Đúng không nhỉ? Tự nhiên đúng. Cái đồng đội mình cãi nhau chi vậy? Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
Đúng hết rồi đó. Mày đúng cái gì mày lo làm đi. Đúng rồi. Đúng cái gì. Dạ 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 dạ. Biết anh chùm khu này không? Chùm Buffett đi. Nè nước này cưng. Đưa em. Đây. Đây lạc cho. Anh lạc đi. Dạ dạ. Dạ ơi. Mày lại mày chùm củi ra xong rồi mày bỏ đồ vô nướng thôi. Sao giống như Nguyên? Giống cái gì không ăn không? Mà nấu ngon là tôi ăn hết, ok. Nấu không ngon cũng ăn nữa. Sao bà không kêu Ngân lại phụ để tôi kêu cho? Ngân đâu rồi, lại phụ bà Nguyên coi. Vậy mày, Ngân đâu có cấp mà nhiên phụ gì? Thì giờ mày không biết gì hết á. Trong tem nè, có hai bà con gái thôi. Mà giờ Nguyên làm rồi, tất nhiên là con Ngân nó cũng phải làm thôi. Vô đi Ngân. Em múc anh luôn, giờ đổi bên kia chơi thua mà sao em phải làm? Ừ đúng rồi. Cho dù anh thua, cho dù thua nhưng mà vẫn là hai đứa con gái phải phụ giúp nhau, lặt dao đi. Không. Múc anh liền giờ em đúng không anh? Nghe qua, nghe tao nói nè. Thì mai mốt á, có gì về mày, Đặng ừ mày về á thì có cái nấu cho Đặng. Em chào. Ê gì vậy? Ý là dạ, mốt về rồi nấu cho mày ăn, đúng không? Đúng. Bớt nói lại đi. Xuống tập nấu đi. Nghe lên. Đúng không? Ngân giỏi như Nguyên vậy, Nguyên đảm ăn chưa? Thấy gì chưa? Ta biết nấu lẩu đấy không? Thôi người ta biết rồi, người ta không làm thôi. Nay khen quá trời luôn kìa anh Thành. Trời ơi, tất khen nhiên là phải khen rồi, thấy người ta nấu được là khen đúng không? Ơi, khen ai giỏi người là phải tặng khen bông đúng không? Đúng rồi. Ai giỏi là phải khen. Ủa? Ok. Ủa, ngắt gì đợi rồi. Mình thắng mà. Ấy đâu? Bây giờ tao bảo anh phụ và Nguyên với anh Hảo lật dao. Rồi có lửa rồi đó, mày đợi có hang mày bỏ mấy đồ này vô nướng cho tao nha. Tao nói mày nghe, không chính là tao lụm mày đó. Biết rồi. Rồi mấy ngày đứng dậy đi, tao phục vụ cho. Ngồi đây làm chi? Ngồi đây coi cách làm chứ trời. Rồi bỏ độc vô chấm cho người ta ăn làm sao? Để biết được. Nó nói đúng không? Nó không nói thì mình không bỏ, nó nói mình bỏ luôn đi. Gà bước lá ngón bỏ đây rồi. Lẹ. Thôi nó chứ có gì phụ không phụ cho. Đổ phụ mấy cái bò viên rồi vô nè. Ghê. Ủa mà ông ơi. Gì vậy? Gì vậy nha? Đi chậm chạy. Quá ơi. Anh ba anh làm hết còn ba cục luôn nha. Anh nghĩ đâu. Thằng nào? Phải nha. Thằng nào đó chứ ai? Thằng em mày đó. Nó cầm bịch ra nắm tay. Tao tưởng nó Nguyên làm tao còn bỏ qua con mày thì chết. Cục qua cục về. Em giải thích cho anh hiểu nè. Bây giờ á, nếu mà trong cái trường hợp đó cái bụng nó đã cắt rồi nhưng mà nó dính như mà chưa cắt vậy á, anh có thể xử lý, anh có thể nào mà biết được không? Biết. Mày cầm mày đổ vô thôi. Ông lượm lẹ đi nhã ơi. Đó, vậy là xong rồi. Thì đó. Mình cái mình lượm mình đi cửa đi trời. Tắt 3 giây nãy giờ 3 giây. Thì em cầm như này này, em cầm như này này. Hết số luôn. Mày có nghe câu sống sai ăn bạc tay chưa? Dạ dạ em nghe rồi. Rồi Thành. Mày tát đi. Nhiệm vụ. Mày gọi ra cho nó đi Hòa ơi. Trời ơi trời. Hai ơi, em đi gửi đâu? Có người cứu đó nha. Không tối nay mày khỏi ăn chè. Alo, tối nay mày chỉ ăn cháo thôi nha con. Ê bò đâu rồi? Bò đâu? Đem lại đây ơi. Tôi lấy cho. Ủa, ai sắc miếng thịt bò gì mà như cái cục thịt heo đem đi kho vậy? Vậy? Vậy dữ hả? Thịt bò là anh sắc á. Anh sắc? Đúng rồi. Anh sắc vậy rồi sao nhúng? Nhúng vậy biết nào mới được ăn anh? Vậy ăn cho nhiều xíu rồi ăn cho ngon. Trời ơi, bây giờ anh sắc mỏng nó mới chín luôn á. Anh sắc gì đi về đem đi kho luôn chứ. Nhúng gì nữa. Cục bự gì ăn mới đã. Chứ sắc nhỏ quá cần ăn nó nhát cái răng đâu mà. Ăn gì một cái là mắc nghẹn tới cuốn họng luôn. Chứ ở đó cái gì. Các bạn coi nè, anh Hảo cắt cục thịt bò kiểu gì mà to như cái cục mà thịt heo đem đi kho tiêu mấy bạn. Trời ơi trời. Thịt heo ta sắc còn mỏng hơn vậy nữa. Anh sắc cục thịt bò gì sao ăn da nhách luôn. Không chín nổi luôn. Em quải anh thiệt chứ. Em quải trưởng anh thiệt anh Hảo. Làm gì nãy giờ mày hù theo con Ngân hoài mày. Lộn hù à. Không anh, cái này là nó nói Hảo chứ không phải nói Nguyên. Dù sao nó cũng là công nhân làm ăn lương cho mình. Là nó làm cho mình ăn. Tại sao mày lại nói nó như vậy? Anh làm sai phải chữa thôi chứ sao. Nó kêu cái gì? Anh Hoa. Mình phải biết quý trọng. Mình phải biết quý trọng công nhân việc làm của mình. Nó không làm sao làm gì mình có ăn. Người ta có câu là người ta có câu là xã hội này làm ăn bươn chảy, có làm thì mới có ăn. Mà nhìn cục thịt bò vậy anh ăn được không?
không làm mà đội có ăn hết. Cũng thịt bò vậy anh ăn được không? Thịt bò bự muốn chết luôn, có khi tiêu hóa không được luôn á. Thì kêu nó. Ủa? Thì kêu nó có chừng bí mấy ngày em đó. Đâu đi. Đâu đâu bụng nói này nghe nè. Cái thịt bò chẳng ăn được nè. Đi vô đống lửa luôn coi. Ai cũng phải nhanh nghĩ hơn mà. Trời trời, ông nhảy mà hồi trúng vô cái nồi lẩu là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Trời, khớm vậy thanh long có vụ nướng hả ta? Gì? Gì nướng? Bố mày! Quên. Trời ơi trời, tao nhờ mày có xíu mà mày cũng báo nữa. Thanh long mày đem đi nướng. Không sao, còn ăn được. Tại tao nhìn thấy nồi lẩu mất tập trung quá. Không nhờ thằng Đẳng phát hiện kịp ha, là có thanh long nướng ăn rồi đó. Cầm theo não, lẹ. Ủa thì tôi bưng cho. Thôi em đi ra luôn đi. Rồi bưng giùm ghê. Rồi sao? Wow. Nó bị chinh. Không sao, được. Đã bị trời. Được. Rồi, bạn giao rồi đó nha. Xong hết rồi đó. Ok. Thôi, khui nước ra uống nè anh em. Vô. Nước đâu rồi? Đây. Cùng ly cho buổi tối cuối cùng của cao cấp nha. Một, okay. Hai, ba, vô. Thôi, chị chén ăn anh em ơi. Mà khoan anh em ơi. Hả? Tôi suy nghĩ về rồi. Sao quá. Giờ mà mình ăn mà không cũng không hết nồi lẩu này đâu. Ừ. Mà nãy giờ đội bởi cũng có công mà. Phụ anh em mình nấu đồ cái kiểu nè. Với lại thấy đội nó cũng khổ quá. Hay là giờ cho nó ăn chung luôn đi. Hay là tôi như là anh em đùm bọc nhau thôi. Qua bữa nay thôi, có gì mốt nó lỡ mình vô bình dân nó còn giúp đỡ lại. Anh Hoàng. Kiểu này là tại có Nguyên cho nên anh Hoài mới nói vậy hay là sao mày? Đâu, có Nguyên đây cũng nói vậy nữa. Thiệt rồi, chứ nãy giờ thấy mày hơi kẹn. Mày giống mày phải hôn gì hết trơn á. Đúng không Lành? Đúng. Kiểu đi Đặng, thằng mày chiên không? Tụm kia, đâu rồi? Kiểu đàng hoàng vô. Không mà giỏi mày kêu đi. Kêu đi trời. Nguyên ơi khỏi làm nữa, qua đây ăn lẩu luôn nè. Kêu mấy anh đi kia luôn. Sao kêu có mình Nguyên trời. Kêu mấy anh đi kia luôn. Sao kêu là Nguyên đội bên kia qua. Thì đó, thì có Nguyên nè, Nguyên tên Nguyên nè. Thì đọc Nguyên đội bên kia qua. Vô. Hello anh em. Hello. Hey. Nè chén nè. Ăn đi luôn hả? Tôi nè Nguyên. Trời ơi, tao không nói giỡn hả mày? Anh em không ngại lắm. Anh em mình ăn chung. Đây mình cũng có góp đồ ăn đúng không? Đúng rồi, góp gạo. Đúng rồi, góp gạo. Chạy ra. Tôi tưởng đâu là anh em không qua nên tôi tính nhập tiệc trước luôn rồi. Qua chứ, anh em có đồ ăn phải chia sẻ rồi qua liền. Hay rồi. Thôi ăn anh em ơi. Vô anh nhập tiệc nha. Chị anh Long cho anh em ăn nha. Ok. Nè Nguyên. Cảm ơn nha. Có cây xúc xích không? Mày đưa không? Đây mày. Mày muốn cho Nguyên rồi, tao muốn cho Ngân. Ok. Múc nước á. Đừng có múc chứ bắp. Đó, ăn bắp nó cho đẹp da ngon. Tập quái mày chứ, tập quái mày chứ. Mời các bạn nha, trời lạnh này ăn lẩu ấm bụng lắm. Ê, xin miếng thanh long ơi. Cái gì? Thanh long. Sao không để ăn chén miệng mày? Giờ thích ăn trước á. Ê mà khoan, mày ăn thanh long với coca sao mày? Bình thường, uống bình thường mà. Ăn nha. Xong rồi uống luôn cũng được nữa. Điện xe của Hương sẵn đi. Mời bạn ăn nha. À khoan nữa anh em. Quên. Tôi còn một món. Để tôi về tôi lấy cho anh em ăn nha. Món gì? Tôi để trong bếp lửa đang nướng bên kia kìa. Chờ. À, nóng quá. Đem quá. Này anh em ơi. Mì nướng của tôi đây. Rồi, để vô. Trời. Đó, anh em muốn ăn bao nhiêu ăn. Ủa nhìn đã chứ hả? Thôi chứ tối mày hạn chế ăn giùm tao cả nhà, mất công mày thả bơm nữa chết anh em nữa. À quên. Gì nữa? Qua, giờ anh em về thì anh em thương lượng trước đi. Bây giờ á, hồi nãy cái liều của mấy tao á mưa nó dột quá.
ngủ không được. Tối nay chắc phải nhờ mày cho mấy anh em tao qua liều mày ngủ quá. Qua thì được đó, nhưng mà phải có cái gì mới được chứ, đúng không Nam? Thì có gì? Gì chắc à, chắn phải có một số hậu hĩnh tới. Đúng rồi, hồi nãy giờ người... nãy giờ anh thương lượng nhiều rồi. Không, tới người ta thì tụi tao sẽ dẫn tụi bay, nếu mà tụi bay cho thì tụi tao sẽ dẫn tụi bay đi một kẹo búp bê. Đúng rồi. Được không? Được, thiệt. Chịu không anh em, mình chịu không? Ok. Lâm thật. Có chỗ ngủ là được rồi. Một kẹo búp bê chịu không? Ok, chốt. Chốt luôn. Mời các bạn nha. Ai ủa sao ngồi ăn chung hết rồi? Ở hai đồ này ngồi ăn chung luôn rồi. Tại hay nó khổ quá cho nên thì ăn chung luôn. Thì nãy lúc chơi trò chơi em thấy nó cũng cố gắng nè Phúc, với lại vô nó cũng nấu phục vụ cũng đàng hoàng cho mấy anh em, nên mấy em quyết định là cho bên đó ăn chung luôn. À, ngồi lời mời luôn hả? À, với lại cho vô liều ngủ nữa anh Phú. Sao dùng liều ngủ chung là sao? Đó, khoan. Tại vì đây, anh không biết. Tại vì liều với nó nãy nó đâu, nói giờ, với em là bây giờ sao? Liều á thì bây giờ em... Bây giờ khoan đi, không nói nữa, cứ nói nhiều khi... Để nhà nói nè, sao? Liều á thì tụi em hồi nãy có giao với tụi nó rồi. Là tụi nó cho tụi em ngủ qua đêm á, sáng ngày mai nếu mà hết 24 giờ á, tụi em sẽ dẫn nó đi ăn buffet. Đó, nó cho đi. Lời lắm luôn đó, tại bên kia lời lắm luôn ta. Đúng rồi, cho ngủ một đêm mà được ăn buffet là ngon rồi. À, hèn chi bên kia đồng ý rồi ha. Rồi, vậy thôi anh Phú ơi. À, còn được. À, vậy đi. Vô ăn không Phú ơi? Biết san sẻ qua lại còn được. Phú ăn không? Không, cứ ăn đi. Mì nóng, chả khói luôn nè. Cứ ăn đi. Cho no nha. Dạ. Nó đồng lẩu ngon không? Ngon. Quá ngon luôn. Tối nay mình có kể câu chuyện gì nghe không? Câu chuyện ở đây luôn. Được không? Ăn xong đi anh kể cho nghe. Anh giỡn mà anh uống thôi. Anh đi trời, anh đi lục lại cái câu chuyện ở đây anh kể cho nghe. Rồi vậy đi. Anh em đây ăn đi. Anh em đang ăn nha. Tôi đi chuẩn bị cho anh em hết luôn á. Chuẩn bị gì? Chắc phải đi mua đương cái tả mặc vô quá Phú cái chuyện à. Đấy đồng này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái tả. Thằng thật là phải 2 lớp. Mua nguyên bịch luôn đi. Quá tao ba lớp. 8 lớp nữa. Nó chơi thôi. Ai bị sợ chưa? Ai đâu sợ ba mấy đuổi này. Mà nay nó sống thôi. Đúng rồi. Sao tập hợp đông đủ chưa? Dạ rồi. Anh uống no nê chưa? Dạ rồi. Ngồi xa tôi xíu mà làm gì, ngồi sách bó cho tôi vậy? Vậy được rồi, anh uống tập hợp đông đủ rồi. Ẩm thôi, đừng có cúng chân. Chỗ này hình như hơi sạch thì phải nè. Cho nó ấm áp. Rồi sao muốn nghe chuyện gì? Chuyện bữa nay anh muốn kể chuyện gì? Chuyện mà muốn kể ở đây đó chính là cái câu chuyện mà cách đây 3 năm 14 ngày về trước. Rồi xong, kể uống vừng luôn. Vậy nha, chưa gì mà mặc tả rồi cưng. Thì chưa. Nãy tụi em mọi đứa mặc hết cái đã rồi. Gì ghê vậy? Thôi kể đi luôn. Vấn đề là như vậy nè. Câu chuyện em bắt đầu từ đâu đây? Từ lúc đầu luôn chứ anh Quốc. Từ lâu đầu ha? Thì không đâu xa xôi đâu. Phía sau lưng anh, cách sau lưng anh khoảng chừng 3 mét thôi. Ở đó nó là một cái cây xoài. Mấy năm mình đi cắm trại mới đứa nhớ mà đúng không? Dạ. Ngay cái vị trí cái lưu mà sáng mấy năm mình quay đó, sau lưng anh khoảng cái chừng 2.5 mét thôi, nếu anh không anh đoán không nhầm tầm 2.5 mét. Thôi nói chung là những khi mình kể những câu chuyện này mình không nên quay lưng lại ha. Tại vì nó hiện thực luôn nha các bạn, chứ không bao giờ thêm bớt bất kỳ điều gì. Sau cái ngày mấy năm mình cắm trại ở đây đúng 2 đêm và bước sang cái ngày thứ 3, có nghĩa là cái đêm thứ 2 hôm đó ở đây tại vị trí này sau lưng mình, ngay cái cây xoài mà bị chệt hạ rồi, ngay cái lưu mà sáng mình chỉ đó các bạn, có mấy tấm gạch chồng lên đó. Đây, sau lưng mình 2.5 mét nè. Mấy đứa không tin mấy đứa nhìn ra sao đi. Anh có sao kể vậy nha, mình thật lắm các bạn. Là ngay vị trí đó là có một ông chú, thì ông chú đó cũng trong hàng xóm láng giềng của mấy em này thôi, nhưng mà không có giao tiếp với mấy em này, nhưng mà chú đó là cũng có người cùng thân quen với lại anh hai của mình, là anh hai vlog đó các bạn, cái anh hai vlog á. Chú đó đã không biết vấn đề gì á, mà không biết buồn chuyện gì á, mà chú đã tự giận bằng cách là treo cổ các bạn, treo cổ ngay vị trí của cây xoài sau lưng anh đó, tầm 3 mét á. Em nghe nói gì mà nghe chỗ cái đặng hái xoài đúng không? Đúng rồi, ngay vị trí mà toàn đặng đứng lên cái lưu đó, đặng đứng lên chọc cái xoài á. Thì sáng nay mình tới đây thì bữa hôm đó mình không có đi xem nha các bạn, thì mình nghe đó mình sợ lắm, nói thật rất là sợ. Ở trong đây có ai đi xem không?
Có em Hiệu Phúc. Này em Phương có đi hả? À, cái vụ đó là sau trời mưa, tạnh mưa em. Đúng rồi, giống cái cảm giác như thời tiết như vậy luôn này các bạn. Mưa rả rích nguyên đêm và chú đó nói chung chắc cũng nghe đâu nói là mất trong vòng mười mấy tiếng hồ là buổi tối đó các bạn. Tạnh mưa xong rồi em thấy người ta bu đông lại, lúc đó em đi mua xăng về cho ba em á, thấy người ta bu đông lại. Cái xong rồi em lại em coi, nói thiệt với anh là ám ảnh luôn á. Không. Nghiệt ám ảnh luôn á, rồi còn mất thêm canh xăng nữa. Không. Hiểu không? Nghe là nhiều chuyện quá bị người ta lấy canh xăng đúng không? Dạ. Bảo là nhiều chuyện đệt. Tự nhiên mọi người cười cái em sợ luôn. Không phải vui lên. À, chắc là nhờ anh editor ghép cái câu chuyện này vô cái nhạc không phải nhạc tế tiên, nhạc son đi. Cháu mình bài cho dùng mỗi giáo đi. Rồi không thì nhá, ghép nhạc kịch tính cũng được. Thì sau khi đó sau từ khi cái sự xảy ra sự cố đó các bạn, mình đã không tới đây nha. Không hiểu lý do sao mình không bước tới đây mà mỗi lần đi ngang là mình bắt buộc phải nhìn vô. Ngon lắm gì á. Mà ở cái bữa thứ tư, thứ năm gì mà sau khi xảy ra cái sự cố đó. Vậy nhỉ? Mũi chích luôn. Sau khi cái bữa thứ năm, thứ sáu gì xảy ra sự cố là cái cây xoài này bị chết khô, cháy khô luôn. Chắc cũng có người chệt hạ cây xuống các bạn. Tại vì chú đã treo cổ cây xoài đó mà. Rồi và tính thời điểm đó là mấy em cũng kêu rồi đi làm cắm trại nhà hoang này nọ, cái mình cũng sợ cho nên mình cũng hạn chế đi làm cắm trại nhà hoang các bạn. Và tới thời điểm này cũng có một số anh em cũng muốn tới đây tìm hiểu cho nên quyết định quay lại đây sau 3 năm 14 ngày. Muốn tìm hiểu gì? Anh không biết, nói chung em là muốn có tìm hiểu mà ác quá vậy? Tại vì lại cũng muốn cho hai đứa biết chứ đâu mà tự dưng mà anh kể ra câu chuyện mọi người nói là mình bịa cái câu chuyện đó đúng không? Và thêm một vấn đề nữa là sáng giờ anh không nói mấy đứa là cái sợi dây đó hình như vẫn còn ở đây luôn các bạn. Sợi dây đang nằm sau lưng mình luôn nha. Đây nào, một cái chút sợi nữa dây đây hả? Không tin thì cũng phải tin. Cái sợi dây hiện tại, cái sợi dây chú cái sợi dây điện hả anh Mô? Đúng rồi, đốt đó đó. Hồi sáng em mới đụng vô. Đạp nãy giờ. Em thấy nó đang đạp lên. Đạp lên làm gì hả? Em đâu biết nữa đâu. Nói chung bây giờ sáng giờ mình cũng mệt mỏi rồi, giờ chắc anh đi ngủ. Thôi đi ngủ. Còn ai muốn thắp nhang cầu xin gì đó thì lại đằng mộ đó là như của vợ chú đúng không? Hay là người thân gì đó trong gia đình của chú á các bạn. Còn chú thì mang đi chôn cất ở nơi khác, mà miếng đất này là của chú luôn nha. Thì nói chung tối nay mấy em con có điều gì mà sai quấy thì cũng mong chú thông cảm bỏ qua và cũng cầu mong là chú phù hộ cho mấy em con. Cái video này nói rung luôn rồi. Cái video này lên top tịnh hành nha chú. Còn mong bây giờ chú thì được chắc siêu thoát để sống cuộc sống mới. Ý là chưa luôn, là 3 năm mấy siêu thoát rồi, cứ đừng cầu xin nha. Cuộc sống an nhàn hơn, đừng có nghĩ quẩn nữa nha chú. Nhỏ này nói gì vậy? Nói gì? Thôi, cái gì? Đúng rồi, đi ngủ đây. Nghĩ qua đây. Hay quá bà ơi. Bây giờ về đi. Về đi lều ai cái đó về ngủ hả? Dạ. Anh về lều quanh hả? Chung lều mệt luôn. Chung sao? À, anh nhớ rồi, mấy đứa qua đâu cầu chung đúng không? Dạ. Quay cái gì vậy Nguyên? Rồi đi ngủ nha các bạn. Bye bye rồi. Mọi người nha. Đây các bạn, đây là sợi dây còn tồn tại nha. Đốt hình như chưa cháy hết này các bạn, bị quéo thôi nè. Đây. Cũng nhiều chuyện lắm. Chị vậy còn đứng đây nhìn nữa. Đi ngủ đi mấy anh chị. Đi ngủ. Ngủ nha các bạn, bye bye bạn. Các bạn ngủ ngon nha, bye bye. Ngủ. Mấy bạn ngủ ngon nha. Trời sáng rồi các bạn ơi. Bên đồi Bình Dân bữa hôm qua lều dột với lại mưa khá là lớn cho nên mấy em chịu không nổi buộc phải chạy qua đội cao cấp. Nhưng mà với điều kiện như vậy các bạn, là đội Bình Dân sẽ dẫn đội cao cấp đi ăn một bữa buffet. Khi mà qua đây thì mấy em bên đội Bình Dân cũng có một cái thương lượng nhẹ như vậy các bạn, thấy cũng hợp lý thôi. Thì bên đội cao cấp đồng ý thì mình cũng đồng ý thôi các bạn. Này, sáu anh thanh niên của chúng ta ngủ hôm nay này các bạn. Chứ mình nhiều khi mình không nói rõ thì các bạn thắc mắc tại sao mà đội Bình Dân lại được phép qua đội qua lều của cao cấp ngủ. Thế mấy em cũng biết đoàn kết như vậy cũng mừng. Vậy thì mấy đứa ơi, sáng rồi nè. Đây, sáu anh thanh niên của chúng ta ngủ đây các bạn. Trời ơi, coi cái tướng ngủ xấu chưa từng luôn. Vậy đi đứa. Đúng rồi. Hai chị nữ của chúng ta thì ở trong này. Vậy nè. Hai đứa con gái. Trời, con gái nữa ngủ vậy đó. Tới giờ chơi dậy luôn, chơi 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 coi. Mấy ông thần ơi coi. Mở lều cho sáng mấy đứa mày mới dậy các bạn, chứ không nữa tưởng tối nó ngủ hoài à. Dậy đi, sáng rồi nè, trời ơi mặt trời mọc luôn này kìa mấy anh hai. Thôi, đến đây mình cũng sẽ kết thúc video nha các bạn. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông ủng hộ cho mình.
đồng thời và shop game anh phải nè, quay kim cương và free fire nước lương quân giá rẻ uy tín và chất lượng nha. Bên cạnh đó shop Roblox của mấy anh em mình cũng gắn dưới phần mô tả, các bạn vào đó mua ạc Roblox hoặc là muốn làm gì trong shop Roblox gì đó thì các bạn cứ vào phần mô tả, nó có đường link vào đó, chắc chắn là cái đường link real nha, đường link thật, còn ngoài ra là tất cả đường link giả hết. Giờ kêu mấy thanh niên này dậy các bạn, dọn dẹp còn đi về nữa. Tạm biệt mọi người nha, bye bye.